Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Chu Tiên. Tập 34. Chương 166. Kịch đấu. Mùi máu tanh nhuộm đầy đỉnh Thông Thiên Phong trên Thanh Vân Sơn. Ngay cả linh thú Thủy Kỳ Lân cũng hiện vẻ bất an. Đứng ngồi không yên nơi Hàn Băng Đầm, thỉnh thoảng lại hú lên vang động. Đồng thời tại Ngọc Thanh Điện, mọi người với sắc mặt trầm trọng đang nhìn xuống núi. Bên kia Hồng Kiều, ngay lúc này cuộc thảm sát đã diễn ra một ngày một đêm. Mặc dù đã đoán biết cuộc chiến với đám quái thú sẽ rất khốc liệt, nhưng thảm cảnh trước mặt cũng làm mọi người run sợ. Bọn thú yêu từ lúc xuống núi, di chuyển như rông reo bão cuốn. Tuy rằng các cao thủ chánh đạo không ngừng tập kích, nhưng với số lượng không sao đếm xuể, tạo thành cơn đại hồng lưu, yêu thú căn bản không coi những cuộc tập kích đó ra gì, chúng vẫn như lôi oanh nổ chiều, lướt đi như gió. Ngay cả với những trận tập kích dữ dội, mọi người không thể ngờ rằng họ chỉ có thể tiêu diệt được 10, 12 con quái vật chẳng thấm vào đâu so với số lượng vô kể bọn chúng. Như lúc này, thế trận phục kích của phe chánh đạo nhằm ngăn chặn thế tấn công như vũ bão của đoàn quái thú đã hoàn toàn thất bại. Sự tàn nhẫn vô nhân tính của dã thú đã tàn phá tất cả. Phe chánh đạo bị bức lui về đỉnh Thông Thiên Phong dưới sự tấn công ồ ạt của thú yêu. Đạo Huyền Chân Nhân lãnh đạo quần hùng, chấn giữ ngay mũi tấn công chính của địch, cùng với những cao thủ khác vận dụng toàn lực, quyết chiến ngay Vân Hải. Lúc này, hào quang các pháp bảo bay lượn đầy trời, máu tanh vương vãi khắp nơi, tiếng la hét kêu khóc vang trời. Một luồng cuồng phong hắc ám như thủy triều điên cuồng dâng lên, càn quét vào chính diện. Trong số vài trăm cao thủ còn lại, một nửa chấn giữ dưới đất, một nửa bay lên không, tạo ra vô số hào quang dựng thành một bức tường ánh sáng lạnh giá chấn giữ trước mặt quần hùng, tỏa ra hào quang rực rỡ. Đám quái thú căn bản không biết đến đau đớn, dâng lên như chiều cuốn, lao thẳng tấm thân huyết nhục vào thành băng khí. Chỉ trong chốc lát, hào quang như tán loạn, tỏa ra khắp phía, tạo nên một âm thanh chấn động khắp đỉnh Thông Thiên Phong, vang động trong đầu từng người sau đợt tấn công đầu tiên. Hàng trăm quái thú bị luồng hào quang từ băng thành đánh cho tan xác, mùi máu tanh xông lên nồng nặc, lan tỏa khắp nơi như một cơn mưa máu bung lên, rồi từ từ đổ xuống khắp người phe chánh đạo. Cảnh tượng thật kinh hoàng. Đám người chánh đạo còn chưa kịp định thần thì đợt tấn công thứ hai đã ập đến dữ dội hơn. Quang thành lần này chịu một áp lực cực kỳ to lớn, một số nơi chịu áp lực nặng hơn, hào quang mở đi. Tuy nhiên ngay cả những nơi đám đệ tử công lực thấp hơn, ý chí vẫn kiên định, pháp bảo trong tay lại vung lên, củng cố lại sức mạnh. Trong tiếng kêu giống vang trời, đám quái thú liên tục công vào, liên tục ngã xuống kêu thảm rồi tan biến nhân ảnh. Bên ngoài Ngọc Thanh Điện, Đạo Huyền Chân Nhân, Phổ Hoàng Thượng Nhân cùng với Vân Dịch Lam, thần sắc ngưng trọng. Đạo Huyền Chân Nhân nhìn sang hai người còn lại cùng gật đầu. Vân Dịch Lam mở lời, mọi chuyện do sư huynh làm chủ. Đạo Huyền Chân Nhân sắc mặt không lộ cảm xúc, nhìn về hướng chiến trường. Bức tường ánh sáng dần dần bị luồng hắc triều áp chế bằng cách không ngừng tấn công vào những điểm yếu. Không thể hỗ trợ ngay lập tức, tiếng la thảm thiết dâng lên. Mùi máu tanh ngày càng nồng nặc. Đôi mày nhíu lại, liếc mắt xuống rồi nhìn lên không, chỉ thấy hắc vân trầm trầm, trong đó ẩn ước có một đạo thân ảnh thần bí. Đạo Huyền Chân Nhân quan sát một lúc, rồi quay lại nhìn Tiêu Dật Tài cất tiếng, các con lên đi. Tiêu Dật Tài ngay lập tức ứng tiếng, quay người, tay phải cất lên. Ngay sau hắn có gần 100 cao thủ chánh đạo, nhân số tuy không đông bằng đám người đang chiến đấu dưới Vân Hải, nhưng từ đám pháp bảo hào quang chói mắt đang tỏa ra, có thể nói đạo hạnh vượt xa. Dĩ nhiên đây là đám đệ tử xuất sắc nhất từ các mạch, các lộ chánh đạo, dẫn đầu bởi Tiêu Dật Tài. Thần tốc bay đến thế trận đang giang dở. Sấm chớp nổi lên, những tia điện từ trên không lan xuống, gợi lại hồi ức cơn mưa năm nào. Từ nơi chân trời, nguyệt quang cũng biến đổi, kỳ lạ, sáng rực, trắng muốt. Nước mưa rớt trên mặt hắn, tạo cảm giác mát lạnh. Trương Tiểu Phàm đột nhiên hồi tưởng lại, trong cơn mưa gió năm nào, tại tiểu thôn. Hắn bất thần nắm chặt tay, như muốn lấy vật gì, nhưng đã biến mất.
Trong lúc ấy, Phổ Chí với ánh mắt hiền hòa đang lặng yên nhìn hắn. Thời khắc đó, hắn như trở về căn phòng thân quen nơi Đại Trúc Phong, quá khứ chợt hiện về, những cái thân quen và ấm áp, phía xa vang lại tiếng cười nói của các sư huynh đệ đồng môn, tiếng đùa giỡn của Đại Hoàng và Tiểu Hồi. Bỗng nhiên tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Một thiếu nữ nhan sắc như hoa bước vào, vừa cười vừa la lớn. Cái tên làm biếng kia, dậy mau để còn lên núi tập chặt chút nữa. Người hắn chợt run lên. Bức tường băng giá bao nhiêu năm hắn gây công dựng lên quanh tim hắn giờ đây đã sụp đổ. Nước mắt tuôn trào xuống mặt hắn. Một bàn tay khô cằn từ phía sau vươn tới nắm nhẹ lấy vai hắn, cất giọng hòa ái hỏi, hài tử, làm sao con khóc? Trương Tiểu Phàm giật mình quay đầu lại, nhìn khuôn mặt từ bi ấy, thân hình run rẩy không kiềm chế được. Hắn nhìn chân chối vào khuôn mặt trước mắt, mơ ước được gặp lại lão hòa thượng từ bi năm nào giờ đây đã thành hiện thực. Phổ Chí thiền sư, trong tâm trạng hoang mang, hắn cất tiếng hỏi, tại sao? Tại sao? Tại sao người lại chọn ta? Phổ Chí không trả lời, vẫn nhìn Tiểu Phàm với ánh mắt xót thương, nhãn thần từ bi bình hòa, không nói gì. Trên thế gian mọi thứ như biến mất, tưởng chừng như chỉ còn lại hai người. Trương Tiểu Phàm bỗng chốc trở về với con người thực tại của hắn. Nhãn thần xuất hiện ánh hung quang đỏ hồng, sát khí từ thân người tỏa ra hừng hực. Phù, một tiếng gió nhẹ thổi qua, vạt áo phía trước bùng lên, phệ hồn ma bổng với ánh hồng quang u ám bay lên ngang ngực hắn. Phổ Chí mục quang chấn động, nhận ra tà vật chí thượng của ma giáo, phệ huyết châu, đang tỏa ra ánh sáng đỏ như máu xoáy thẳng vào ông, đem lại cảm giác lạnh lẽo run người. Mùi máu tanh xông lên nồng nặc, quỷ lệ đột nhiên xuất hiện giữa không trung, tỏa ra một khí thế bài sơn đảo hải. Cuồng phong bốc lên, tăng bào của Phổ Chí bay phần phật, toàn thân bị nuốt chửng bởi ánh hồng quang, vô cùng kinh khiếp. Tuy nhiên lão không hề có ý né tránh, vẫn đứng đó bất động. Trong khoảnh khắc, ánh hồng quang xuyên qua người lão, rồi từ từ dừng lại phía sau, thân ảnh quỷ lệ từ từ hiện ra. Lão chậm chậm cúi đầu xuống, nhìn qua thân thể mình rồi thở dài, đầu nghiêng qua một bên rồi thân hình từ từ ngã xuống. Từ phía sau, quỷ lệ lại một lần xoay người lại, nhìn Phổ Chí, nhãn thần đang đầy vẻ hung bạo chợt dịu xuống, ánh hàn quang tắt hẳn, trở về với trạng thái ban đầu, những tia đỏ trong mắt biến mất. Đinh, phệ hồn bổng chợt rời khỏi tay rơi xuống đất, con người hắn như mất hết khí lực. Sấm chớp lại nổi lên khắp nơi, sáng rực, mưa gió đầy trời, tâm hắn như chùn xuống. Hắn lê bước khó nhọc đến bên Phổ Chí, mặt đất nhão nhiệt bùn đất do cơn mưa như bám chặt lấy chân hắn, khiến hắn phải vận dụng hết khí lực mới có thể cất bước. Hắn ngã xuống tưởng chừng như không thể gượng dậy, nhưng rồi vẫn tiếp tục bò về phía trước. Đến khi tưởng chừng không thể nào dáng gượng được nữa, hắn đã đến được bên cạnh Phổ Chí. Hắn nắm lấy bàn tay khô cứng của ông. Đã hơn 10 năm rồi, đôi bàn tay thân ái này, hắn không ngờ có thể một lần nữa được nắm lấy. Sư phụ! Sư phụ! Giọng hắn run rẩy, nói không nên lời. Hai hàng nước mắt chảy dài hai bên má. Tại sao? Tại sao? Tại sao lại như vậy? Phổ Chí khó nhọc quay lại, nhìn hắn. Người thiếu niên năm nào giờ đây đã có quá nhiều thay đổi. Lão không trả lời, da mặt càng trắng nhợt đi, đôi môi khẽ động đậy, nhưng rồi cũng không thể thốt nên lời. Lão khẽ nhích động đôi bàn tay già nùa, hướng về mặt hắn. Đôi bàn tay run rẩy dưới cơn mưa gió, gió như đao, mưa như tên không ngừng đập vào nó. Tiểu Phàm ngưng khóc, dáng ngóc đầu dậy, nhìn lão. Hai người như ngưng thần nhìn nhau trong cơn mưa gió, lặng yên, không động đậy, lạ thường, không cảm xúc. Đôi môi Phổ Chí lần nữa khẽ động đậy như muốn nói gì đó, nhưng rồi cũng chẳng thốt lên được, bàn tay từ từ hạ xuống, nằm lặng yên. Sinh mệnh như đang dần rời khỏi lão. Tiểu Phàm người như ngây dại, toàn thân như hóa đá, khẽ cúi đầu xuống, nhìn vào tay mình, giọng run run, ta đã giết ông ấy. Ta đã giết ông ấy. Bỗng nhiên một luồng quỷ khí bốc lên xung quanh, toàn thân hắn chợt biến đổi. Chỉ trong chốc lát, mặt hắn đầy vẻ hung tàn,
hóa thân thành quỷ lệ. Tuy nhiên nỗi thống khổ vẫn hằn in trên mặt hắn. Trong cái thân xác quỷ lệ hung tàn ấy là kẻ đệ tử Thanh Vân Môn Trương Tiểu Phàm năm nào. Bên cạnh thân xác của Phổ Chí, nỗi dằn vặt đau đớn quấn chặt lấy hắn. Gió vẫn thổi buốt người, mưa rơi không ngớt, khung cảnh thật tiêu điều, thê lương. Tiêu Dật Tài dẫn đầu chúng nhân đệ tử nhanh chóng gia nhập chiến đoàn, cục diện ngay lập tức cân bằng lại. Mặc dù lúc này đám đệ tử đã có chiến lược hợp với tình thế, lập thành từng nhóm từ 3 đến 5 người, trực diện chống đỡ những đợt công kích nhưng vẫn không thể lấp hết những chỗ hổng bị đánh thủng. Tuy nhiên với sự trợ giúp kịp thời của nhóm cao thủ mới đến, họ phản công lại, tiêu diệt nhanh chóng những quái thú đã xâm nhập vào, thoát khỏi cảnh hiểm nguy, củng cố quang thành, kiên cố bất phá. Trung tâm trận chiến, nơi ánh sáng chói lòa nhất, Lục Tuyết Kỳ với thanh thiên gia thần kiếm như cửu thiên tiên tử ngạo khí ngất trời. Hào quang tỏa ra từ vạn trượng trên cao, thiên gia đánh thẳng xuống, máu huyết văng tung tóe. Không thể đếm hết bao nhiêu xác chết dưới chân nàng. Chỉ trong chốc lát, tà áo trắng tinh của nàng đã nhuộm thành hồng. Lục Tuyết Kỳ không hổ danh là một trong những cao thủ bậc nhất trong chánh đạo. Bọn quái thú tuy hung ác cũng có 3 phần kinh sợ. Trong cuộc chiến sinh tử này, Lục Tuyết Kỳ bất chấp, sống chết, tung hoành ngang dọc, đánh thẳng vào những nơi yêu thú tụ bầy, tạo nên những cơn mưa máu dày đặc nơi nàng lướt qua. Lúc này trên mặt nàng không lộ một nét biểu tình nào, không sợ đau đớn, không sợ hiểm ác ngay cả khi mùi máu tanh thấm đẫm tấm thân vốn lúc nào cũng tinh khiết. Lục Tuyết Kỳ cũng không hề để ý đến. Nàng dốc toàn lực, không ngừng chém giết. Trong cuộc chiến khốc liệt này, với khuôn mặt kiều diễm lạnh giá, nàng thật sự làm mọi người kinh tâm động phách, không dám tới gần. Một canh giờ lại trôi qua, mặc dù luồng hắc quang không ngừng áp đảo đạo bạch quang, nhưng vẫn không thể phá vỡ. Vân Hải Sơn, nơi tiên cảnh thần thánh, giờ đây xác chết khắp nơi, máu chảy thành dòng, bầu trời u ám. Luồng hắc quang không ngừng dịch chuyển lên xuống, khung cảnh thật kinh hoàng. Bỗng nhiên một tiếng hú kỳ dị cất lên từ phía sau đám quái thú, như ra lệnh gì đó, thanh âm nghe tha thiết thê lương, như vào những đêm rằm, lũ sói cô độc cất tiếng hú dưới trăng. Đang chiến đấu bất kể sống chết, nghe tiếng hú kéo dài, bọn quái thú đột nhiên dừng đánh, lùi lại, giữ một khoảng cách với đám người chánh đạo. Bên phía đối diện, mọi người cũng đình thủ, màn hào quang nhạt đi, nhưng vẫn bao phủ đỉnh Vân Hải Sơn, ai cũng lợi dụng thời khắc này để lấy lại hơi sức. Lúc này nhìn lại mới thấy mọi người toàn thân nhuộm đầy huyết tích, máu nhuộm tràn đỉnh Vân Hải Sơn, đâu đâu cũng thấy xác chết bất kể là quái thú hay cao thủ chánh đạo. Hầu hết những cao thủ đang phi hành trên không đều đáp xuống, khẩn trương lợi dụng thời cơ để phục hồi. Ai cũng biết bọn quái thú này có thể tấn công bất ngờ bất cứ khi nào. Chỉ còn những đệ tử đạo hạnh tinh thâm vẫn bay lượn để cảnh giới. Tiêu Dật Tài khẽ nhíu mày, mục quang đang nhìn xa xăm bỗng thu hồi lại, nơi bọn quái thú tụ tập quá xa để có thể quan sát được. Trong cuộc chiến sinh tử này, hắn chỉ thấy một tương lai mù mịt. Hắn thở dài trong lòng, chợt nhìn thấy gần bên cạnh hắn, Lục Tuyết Kỳ vẫn đứng, bất động trên không. Cơn gió nhẹ thổi qua, tà áo trắng giờ đã thành đỏ hồng bay phấp phới. Nàng đứng đó như bức tượng tuyệt thế giai nhân, vẻ đẹp thoát tục không gì có thể so sánh được. Thời khắc này nàng vẫn đăm đăm nhìn về phía trước nơi đám hắc quang đang tụ hội. Tiêu Dật Tài chau mày, trực giác của hắn phát hiện có điều không ổn đối với Lục Tuyết Kỳ, trực lại hỏi. Bất thình lình, đám quái thú lại một lần nữa phát động tấn công. Chỉ trong chốc lát đã xông tới gần nhanh như thiểm điện, khí thế như phá núi rời sông, tạo nên một cơn sóng đen tuôn trào khắp nơi. Nhưng lần này bên cạnh bọn quái thú hung ác lần trước còn có những quái vật cực lớn, nhe nanh múa vuốt lao về hướng phe chánh đạo. Giữa lúc đó, chúng nhân bên chánh đạo đã sát cánh bên nhau, các pháp bảo thi nhau bay lên không, tỏa ra hào quang rực rỡ sáng ngời, một lần nữa tạo thành một bức quang thành cực lớn, vững chắc che chở mọi ngã đường tấn công của bọn quái vật. Tiêu Dật Tài mới thời khắc trước bị hấp dẫn bởi vẻ kỳ lạ từ Lục Tuyết Kỳ dẫn đến sự nghi ngờ. Giờ đây phải bỏ qua. Lúc này trong mắt mọi người, chuyện quan trọng nhất là cơn sóng quái thú đang dâng đến, ngày càng gần.
mùi tử khí tỏa ra nồng nặc, khí thế hừng hực. Một tiếng nổ long trời cất lên, trời đất rung chuyển, đạo hắc sắc hồng lưu đập thẳng vào quang thành, tạo nên sức ép cực lớn, nặng nề, như thổi bay mọi thứ, xương cốt bay khắp nơi, những thân thể tê liệt bị ném lên không bởi những móng chảo sắc nhọn. Những yêu thú cực lớn gia nhập chiến đoàn lần này quả thực có sức mạnh siêu việt, vượt xa những quái chánh đạo chẳng có tác dụng gì đối với chúng. Ngược lại, chảo thủ của chúng vô cùng lợi hại, quét tới đâu máu văng tới đó. Chỉ trong chốc lát, 7-8 con đã vượt qua bức tường phòng thủ, lưu lại những lỗ hổng chết người. Chẳng mấy chốc bức quang thành đã bị suy yếu trầm trọng. Từ trên cao, Vân Dịch Lam và Phổ Hoàng Thượng Nhân sắc mặt đại biến. Vân Dịch Lam nhướng mày, hướng về phía Đạo Huyền Chân Nhân, người đang ngưng trọng thần sắc nhìn xuống núi, tiếng hú hiệu lệnh không ngừng phát ra. Khóe mắt ông lộ rõ nét ưu tư, không biết đang suy nghĩ gì, nhưng trên mặt không lộ nét biểu tình, cũng không lên tiếng. Vân Dịch Lam thu hồi mục quang, trầm ngâm suy nghĩ, rồi nhìn xuống núi. Cuộc chiến bên dưới ngày càng khốc liệt. Bọn đệ tử chánh đạo đều biết đây là thời khắc hết sức quan trọng. Mỗi cá nhân bỏ qua sự sinh tử, toàn lực ứng phó. Thậm chí một số lớn đệ tử cũng la hét điên cuồng, lao vào bọn quái thú, chém giết bất kể sống chết. Người hay thú lúc này cũng chẳng có sự khác biệt nào. Các bạn đang nghe chuyện Chu Tiên tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 167 Cấm địa. Nhìn lên thấy dòng thác thú yêu vô cùng vô tận, điên cuồng lao tới hết lớp này đến lớp khác, dùng mấy con thú yêu khổng lồ đó làm giàn tên, hùng hục xông lên đánh vào màn sáng của bọn người chính đạo. Thấy màn sáng rung lắc sắp đổ, trên gương mặt đám đệ tử bên cạnh đã bắt đầu lờ mờ vẻ sợ hãi. Tiêu Dật Tài cau rúm đôi mày, biết nếu không đánh lui đám yêu thú tiên phong này, để tình thế bùng phát sẽ không thể nào dẹp yên được nữa. Tiêu Dật Tài lập tức hét to, hô gọi bọn đệ tử xung quanh theo mình xông tới một con yêu thú khổng lồ ngay gần cạnh. Thân hình y khẽ nhích động, vừa lao đi được mấy bước, đột nhiên thấy sau lưng có luồng gió rít qua. Một thân ảnh từ mé bên lướt đi như thiểm điện, lao thẳng vào con yêu thú ấy. Tiêu Dật Tài liếc nhìn thân ảnh nọ, ngẩn ra một lát, thấy y phục tuy nhuốm máu đỏ, nhưng thân hình yêu kiều, thanh cao tuyệt diễm, đúng là Lục Tuyết Kỳ. Trên nền ánh sáng lẫn lộn vô số yêu thú màu đen và đám đệ tử chính đạo, Lục Tuyết Kỳ như cơn gió chướng xông ngược lên, lao về phía một con yêu thú lớn gấp 10 lần thân thể mình. Rồi bên cạnh lại lao ra một thân ảnh khác, chính là Tăng Thư Thư. Con người vốn thanh tú ấy lúc này thân hình cũng đã bê bết máu, y hướng về Tiêu Dật Tài nói, Tiêu sư huynh, chúng ta mau đi giúp Lục sư muội. Tiêu Dật Tài vội vã gật đầu, cùng xông lên. Con thú yêu khổng lồ mà họ đang đối mặt chính là bạch cốt yêu xà khổng lồ xuất hiện tại Thất Lý Đồng, vùng đất người Miêu ở Nam Cương. Dưới mây đen, xương cốt nó hắt ra sắc trắng nhợn dị kỳ, mà ba đôi cánh màu loang đốm dính liền với xương sống trắng hiếu liên tục chớp động, trông càng có vẻ quỷ dị khó tả. Lúc này, thân thể khổng lồ dài gần 3 trượng của bạch cốt yêu xà cuộn lên, vẫy động 3 đôi cánh trên khớp xương sau lưng, cái lưỡi liên tục thẻ ra thụt vào, phun phụt từng luồng hắc khí. Con mắt sừng sộ chằm chằm nhìn quang cảnh phe chính đạo. Mỗi lần cái đầu thù lù của nó quét qua, lập tức bọn đệ tử đạo hạnh còn non, hoặc là bị cái mồm nó táp trúng mà chết, hoặc là chịu không nổi hơi độc từ luồng khí đen kịch độc công tâm nên vong mạng. Bạch cốt yêu xà liên tục sát hại không biết bao nhiêu người. Nhìn thấy đám đệ tử chính đạo bay chạy tứ tán trước mặt mình, cái mồm to của nó cứ ngáp ngáp, tuy không thể nhận ra cảm xúc trên cái mặt không có cơ biểu cảm ấy, nhưng hiển nhiên là cuồng ngạo vô cùng. Đúng lúc nó đang đắc ý, đột nhiên trước mặt thoáng hiện một bóng trắng, kèm theo một tiếng thét, thanh âm lạnh lẽo. Một cô gái tuyệt mỹ lăng không xuất hiện, tiên kiếm lam sắc trên tay chớp động rực rỡ hào quang, xé gió xả xuống. Xương khớp của bạch cốt yêu xà vụt phát ra một tràng rít rú, không hề có ý muốn tránh né, không coi thanh thiên gia thần kiếm đó vào đâu. Nó ngoác cái miệng to,
để lộ hai ngọn răng nanh trắng nhợn lừng lững, táp vào Lục Tuyết Kỳ. Chiếc răng nanh xem ra còn lớn hơn người thường mấy lần, nhấp nháy bạch quang băng giá, từ trên cao bổ xuống. Lục Tuyết Kỳ đối mặt với cảnh tượng khủng khiếp, diện mạo vẫn lanh lẽo như thường, dửng dưng, hờ hững, dường như cũng rất xem thường bạch cốt yêu xà. Thiên gia thần kiếm quang mang đại thịnh, vọt lên trời cao, như phụng vũ cửu thiên giữa làn hắc khí, chớp mắt đã chém đứt luồng khí đó, xẻ rách mây đen. Trước khi bạch cốt yêu xà kịp phản ứng, đã chém xuống phần xương phía dưới đầu nó ba thước. Xì, khà, một tiếng rít đùng đục dường như từ sâu trong thân thể đột nhiên bật ra, thoạt tiên là luồng âm thanh trầm thấp, nháy mắt đã như mãnh thú gào thét. Bạch cốt yêu xà ngạc nhiên sừng sốt, tạm thời ngừng công kích. Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy nơi xương trắng trước ngực mình, chỗ xương cốt gần với bên bị thiên gia chém trúng, đột nhiên xuất hiện một đường nứt mờ mờ, tiếp đó mau chóng lan rộng. Giây lát sau phát ra một tiếng bùng vỡ như sấm nổ, xương cốt tan tành nát vụn bay bắn đi. Thiên gia là thần binh trên 9 tầng trời, tuy bạch cốt yêu xà là tuyệt thế yêu vật, nhưng cũng đã bị thương dưới thanh thần kiếm. Bạch cốt yêu xà giống lên một tiếng cuồng nộ kinh thiên động địa, trong hốc mắt chìm sâu trên cái đầu nó bỗng phụt ra hai luồng hỏa diệm như lửa địa ngục. Hiển nhiên phẫn nộ cùng cực, nó lập tức không thèm bận tâm đến những người khác nữa. Cái đầu to tướng quẫy mạnh, quất thẳng vào Lục Tuyết Kỳ. Đúng trong khoảnh khắc đó, Tiêu Dật Tài và Tăng Thư Thư đã lao đến, đồng thanh hét lên một tiếng, pháp bảo tiên kiếm cùng lúc phi ra, hợp với thiên gia thần kiếm của Lục Tuyết Kỳ cùng chém một nhát như vũ bão xuống bạch cốt yêu xà. Chỉ nghe thấy một âm thanh rầm rầm vang dội, quang mang tán loạn. Bọn Tiêu Dật Tài thân hình rúng động, từ giữa từng không suýt nữa bị đánh bật xuống. Cũng may họ đều là những nhân tài kiệt xuất trong lớp trẻ, đạo hạnh không thường, ai nấy đều trụ vững thân hình. Nhưng lúc nhìn nhau thì thật hoảng kinh thất sắc. Giống yêu vật khủng khiếp này, sức mạnh ma quỷ của nó quả nhiên vượt ra ngoài mọi sự tưởng tượng. Tất cả liên thủ đối địch còn chật vật khốn khổ. Nói gì đến đằng sau nó vẫn sừng sững kia một thú thần thần bí cực điểm. Nhìn lại bạch cốt yêu xà, tuy đã đánh bại bọn người kia ra, nhưng đấy đâu phải hạng dễ xơi. Pháp bảo của họ lại càng không phải là loại tầm thường. Những luồng hào quang kỳ dị màu xanh lam, trắng, vàng cứ tỏa ngược lên, đánh mạnh vào đầu của bạch cốt yêu xà, rõ ràng đã đánh vỡ nát một chỗ xương nhỏ nào đấy của nó. Bạch cốt yêu xà lại giận dữ gầm lên, trong mắt nó hỏa diệm rực cháy, hầu như không hề nghỉ ngơi, điên cuồng lao lên tiếp tục công kích. Hiển nhiên đối với những người này nó thống hận đến cùng cực. Tiêu Dật Tài, Lục Tuyết Kỳ và Tăng Thư Thư lần lượt bay lên. Xung thế của bạch cốt yêu xà quá chừng hung mãnh, bất luận thế nào cũng không thể trực tiếp ngăn chặn được. Thêm nữa lần này khi cái mồm to của nó lao đến, lại phụt ra một luồng độc khí đen dày đặc, từ đằng xa người thấy đã muốn nôn ọe. Mọi người không có cách nào, lập tức vận dụng thân pháp linh hoạt, bao vây tấn công thân hình đồ sộ của con quái vật. Trong trường đấu, lúc này bên thú yêu tổng cộng có 6 con thân hình khổng lồ. Qua cơn hoảng loạn ban đầu, những đệ tử tinh anh do Tiêu Dật Tài dẫn dắt, ít thì vài người, nhiều thì mười mấy người đều đang đương cự với đàn yêu thú. Tuy nhiên, do bị cản trở bởi yêu lực hung dữ, không những không thể thắng, mà phần lớn còn vất vả vô cùng. Khi số yêu thú giảm bớt, đối mặt với những con thú yêu thông thường, bọn đệ tử chính đạo lập tức gan dạ hẳn lên. Cục diện vốn hỗn loạn cũng từ từ ổn định. Màn hào quang được củng cố, bắt đầu vững chắc trở lại. Bên ngoài Ngọc Thanh Điện, Đạo Huyền Chân Nhân và mấy người kia nét mặt ngưng trọng, mặt mày cau rúm. Chỉ thấy cục diện kịch liệt, mưa huyết gió tanh, không biết đã có bao nhiêu sinh linh mất mạng trong nháy mắt. Đạo Huyền Chân Nhân chăm chú nhìn xuống trận chiến dưới chân núi, chỉ thấy đám yêu thú khổng lồ, tựa hồ càng đánh càng dũng mãnh. Những đệ tử kiệt xuất như Tiêu Dật Tài lấy đông đánh ít, lúc này cũng dần dần có vẻ hao sút, thậm chí có vẻ không chống cự được nữa. Đạo Huyền Chân Nhân nét mặt nghiêm trọng, quan sát thêm một lúc, sau đó ông ngẩng đầu nhìn trời xanh, mây đen vô tận trên cao cuồn cuộn chảy, càng lúc như càng hạ thấp. Vân Dịch Lam đứng một bên húng hắng ho,
khe khẽ nói, Đạo Huyền huynh, tình thế trước mắt có phải? Lão chưa kịp nói hết câu, Đạo Huyền chân nhân là nhân vật lợi hại, tự nhiên đã hiểu rõ, chiến cục trước mắt quả thực rất gay go. Ông ngoảnh sang gật đầu với Vân Dịch Lam, nói, Cốc chủ yên tâm. Nói xong, ông ngoái nhìn lại đằng sau, sau lưng ba người bọn họ, mấy chục vị trưởng lão thủ tọa của chính đạo đều đang đứng đó. Mấy người này hoặc tóc bạc phơ, hoặc là tiên phong đạo cốt. Có thể nói, những trưởng lão và tiền bối thuộc mấy chi phái của Thanh Vân Môn chính là lực lượng cuối cùng của chính đạo. Đạo Huyền chân nhân trầm mặc một lát, Trung Quy cũng chậm chậm nói, chư vị, xuống thôi. Không ai lên tiếng, nhưng đối với câu nói của Đạo Huyền chân nhân, mấy chục người này, hoặc khe khẽ gật đầu, hoặc cung tay hồi đáp. Sau đó trong chớp mắt quang mang bùng động, toán trưởng lão cuối cùng của chính đạo đồng thời tung mình đằng không bay xuống dưới chân núi. Bên ngoài Ngọc Thanh Điện, lúc này trừ Đạo Huyền chân nhân, Phổ Hoàng Thượng Nhân và Vân Dịch Lam, vẫn còn 6 người nữa, chính là thủ tọa 6 chi phái còn lại không kể Thông Thiên Phong, chẳng hiểu sao họ không tham gia vào chiến đoàn vừa rồi. Đạo Huyền chân nhân nhìn thẳng từng người, gật đầu, các vị, xem ra cục thế đã nguy cấp lắm rồi. Chuyện dự tính lúc ban đầu, đành phải nhờ các vị vậy. Trong 6 thủ tọa, những người thuộc tầng lớp trẻ mới lên như Tề Hạo, đều hướng về Đạo Huyền chân nhân cung kính. Chỉ có Điền Bất Dịch, Tăng Thúc Thường và Thủy Nguyệt Đại Sư ba người thần tình điềm đạm. Sau khi nghe Đạo Huyền chân nhân phân phó, họ đã sớm biết là sẽ có chuyện này. Chỉ riêng Điền Bất Dịch, nét mặt thoáng có chút khói mờ lướt qua. Lập tức, 6 người hướng về Đạo Huyền chân nhân hành lễ. Sau đó lần lượt bay lên, mà bay theo những hướng khác nhau, hình như trở về ngọn núi của chi nhánh mình. Chỉ có Điền Bất Dịch không hiểu sao lại dừng lại, ngoảnh đầu liếc về phía Đạo Huyền chân nhân. Đạo Huyền chân nhân hơi ngạc nhiên, Điền sư đệ, sao vậy? Điền Bất Dịch do dự, rồi hạ giọng nói, trưởng môn sư huynh, sau khi mở thiên cơ ấn, lệ khí của Chu Tiên cổ kiếm rất mạnh, sức mạnh phản chấn ngược lại không thể đương cự nổi. Huynh nhất định phải thận trọng, đừng tự cố gắng thái quá. Đạo Huyền chân nhân trầm mặc giây lát, sắc mặt nghiêm trang, gật đầu đáp, Điền sư đệ, hai chúng ta giao tình bấy nhiêu năm, tâm ý của đệ ta hiểu rõ lắm. Nhưng đệ yên tâm, cho dù xảy ra chuyện gì, vì chúng sinh trong thiên hạ, chúng ta cũng không nên lo nhiều đến thế. Điền Bất Dịch cơ mặt dần giật, nhưng rốt cuộc không nói thêm gì nữa. Lão ngắm gương mặt Đạo Huyền chân nhân, gật gật đầu, tụ bào khẽ phất, ánh trắng ánh vàng giao hiện, đẩy lão vút cao, bay lên trời, hướng Đại Trúc Phong mà tới. Ngọn núi phía trước văng vẳng truyền tới tiếng giao đấu kịch liệt. Lan đến hậu sơn Thông Thiên Phong đã biến thành khó nghe, loãng dần đi, tiếng chim hót u ẩn. Nơi này phảng phất như một thế giới khác. Điểm tương đồng duy nhất là cho dù nơi này tĩnh mịch như vậy, vẫn có ánh đao ánh kiếm, váng vất mùi huyết tanh. Trảm long kiếm nhấp nháy sáng, thứ ánh sáng màu bích lục, thân kiếm tựa hồ cũng run lên, hình như đang ai điếu một điều gì. Lão nhân già nua đó đã mất đi sinh khí, lặng lẽ nằm trên đất, đôi mắt hấp háy những tia cuồng nộ, hàm răng nghiến chặt, xem ra tuy trầm mặc nhưng trong sự trầm mặc đó vẫn thoáng hiện mấy phần điên cuồng. Trong bóng râm của khu rừng, Quỷ Tiên Sinh vẫn không rời đi, âm ám như bóng ma đứng đằng sau nhìn theo bóng Lâm Kinh Vũ. Ánh mắt y từ thân thể đã tắt rụi sự sống của Vạn Kiếm Nhất chuyển sang gã đệ tử của ông ta, cuối cùng rơi trên Trảm Long Kiếm. Sau đó, y đột nhiên như nhớ ra một sự gì, ngoảnh đầu lại, nhìn về phía Ảo Nguyệt Động Phủ. Con đường đó, thanh lãnh mà tịch mịch, trơ trọi chạy dài mãi đi, không nhận thấy bất kỳ một động tĩnh gì hết. Dưới tấm sa đen, không ai có thể nhìn thấy nét mặt của Quỷ Tiên Sinh. Lâm Kinh Vũ lúc này trong đầu bời bời rối loạn, Vạn Kiếm Nhất đột nhiên bị hại khiến lòng dạ gã gần như phát điên. Từ trận đại loạn trên Thanh Vân Sơn, ân sư Thương Tùng đạo nhân phản xuất sư môn 10 năm về trước, Vạn Kiếm Nhất đột nhiên xuất hiện với sở học và phong độ của ông, dần dần đã trở thành người mà Lâm Kinh Vũ sùng bái và kính ngưỡng. 10 năm nay, gã khắc khổ tu luyện dưới sự dạy dỗ của Vạn Kiếm Nhất,
trong lòng quả thực đã coi lão nhân thần bí vô cùng này vừa như thầy vừa như cha, kính trọng không bút nào tả xiết. Thế mà bây giờ, con người gã tôn sùng nhất đã trở thành một cái thây chết, nằm trước mắt gã, mà hung thủ là ai, gã cũng không biết, mà đã không biết thì nói gì đến việc báo thù. Đau lòng, thống khổ, tuyệt vọng, những cảm giác đó kích động bản tính cực đoan thiên khích của Lâm Kinh Vũ, khiến gã càng lúc càng có vẻ điên cuồng. Đúng lúc ấy, đột nhiên từ khu rừng phía sau lưng, vọng đến một tràng âm thanh lạ tai. Lâm Kinh Vũ rùng mình, ngoảnh phắt lại nhìn, chỉ thấy một dải rừng cây lắc lư dữ dội, có một bóng người đột nhiên nháng lên, hiện hữu, sau đó nhanh như thiểm điện lướt ra ngoài. Tốc độ nhanh khủng khiếp đó, bằng vào nhãn lực tu hành đến mức như Lâm Kinh Vũ, cũng chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ. Nhân vật thần bí đột nhiên xuất hiện ở đây, lúc này là có hàm ý gì? Thân thể Lâm Kinh Vũ tựa hồ còn nhanh hơn ý nghĩ rất nhiều. Chỉ trong chớp mắt gã nắm ngay lấy Trảm Long kiếm, hóa thân thành một cơn cuồng phong chớp giật đuổi sát theo. Căn bản hắn chưa từng tưởng qua người này nếu quả thực là hung thủ. Với đạo hạnh giết nổi vạn kiếm nhất thì sẽ là một kẻ đáng sợ biết nhường nào. Trong lòng Lâm Kinh Vũ giờ đây không có một ý nghĩ nào hết ngoài mong muốn báo thù. Trong thời gian 10 năm vạn kiếm nhất dạy dỗ y, Trảm Long kiếm một mực chỉ biết tiến lên, không bao giờ chấp nhận lùi, bước, giống như cuộc đời của bọn họ. Bóng đen nọ thân ảnh rất nhanh, chớp mắt đã rời xa tổ sư từ đường, hơi đứng lại chỗ ngã ba, soạt một tiếng, rồi đột nhiên hướng theo con đường nhỏ chạy về Ảo Nguyệt Động Phủ. Lâm Kinh Vũ nhanh như chớp cũng lao vụ ra, mắt như phụt lửa, nhìn theo bóng dáng lúc ẩn lúc hiện của người kia. Không nghĩ ngợi nhiều, thân hình như chớp, nháy mắt đã chạy vào tiểu đạo cấm địa mà Thanh Vân đệ tử lẽ ra không được bước vào, chạy về hướng Ảo Nguyệt Động Phủ. Gió núi thổi tới, tán cây rung rung, phát ra những tiếng xào xạc. Nơi đây mau chóng chìm vào sự tĩnh lặng, chỉ có lão nhân già nua tiều tụy nọ, im lìm nằm trên đất, nhìn lên những đám mây trắng trên cao lững lờ trôi. Trên đường truy đuổi, tuy Lâm Kinh Vũ đã dốc toàn lực, nhưng vẫn không có cách nào bắt kịp bóng người đó. Hai bên cây cối vùn vụt trôi về sau, nhưng bóng người trước mặt vẫn ẩn ẩn hiện hiện. Lúc này cơn nộ hận trong lòng Lâm Kinh Vũ đã giảm bớt, thay vào đó là sự kinh ngạc ngấm ngầm. Đạo hạnh cao thâm của con người thần bí nọ, cứ nhìn là đoán được. Tuy thế, Lâm Kinh Vũ vẫn không hề giảm cước bộ, toàn lực đuổi theo. Bỗng nhiên đến ngã rẽ trước mặt, bóng đen nhàn nhạt đó vụt tăng tốc, chìm luôn vào góc chết của ngách núi, biến mất khỏi tầm nhìn của gã. Lâm Kinh Vũ vừa giận dữ vừa lo lắng, toàn lực bổ tới, thân hình như mũi tên bật khỏi cung lao thẳng về phía trước. Soạt một tiếng phá không bay lên, vì đà lao quá gấp, gây ra một âm thanh chói tai. Nhưng khi gã đuổi tới được ngã rẽ đó, dù chỉ mất một khắc ngắn ngủi, bóng đen nọ cũng đã biến mất hoàn toàn. Lộ lộ trước mắt gã chỉ là một sơn động bình thường, cửa động khắc bốn chữ đại tự, Ảo Nguyệt Động Phủ. Lâm Kinh Vũ dùng mình thất kinh, lập tức ngưng bước. Gã vào Thanh Vân Môn đã bao nhiêu năm, tự nhiên không thể không biết đây là cấm địa bản môn, xưa nay tuyệt đối nghiêm chế Thanh Vân đệ tử lui tới. Nếu hôm nay gã lén lút xâm nhập thì sẽ là đại tội. Nhưng gã đảo mắt nhìn tứ phía, chỉ thấy xung quanh cổ thụ rậm rịt, ngoài sơn động này ra thì không còn gì khác lạ. Bóng người đó tựa hồ như đã tan biến đi vậy. Khuôn mặt gã chớp thoắt biến đổi, nét do dự thoáng qua, nhưng trong đôi con ngươi dị quang chớp chớp, sự phẫn nộ cuối cùng cũng giành lấy phần thắng. Gã nhấc chân, dường như có chút chỉ nghi, nhưng giây lát sau, gã đặt bước chân đầu tiên xuống, đi về phía sơn động. Trái ngược hoàn toàn với tốc độ truy đuổi lúc trước, Lâm Kinh Vũ hiện tại đi rất chậm, dường như sơn động bình phàm kia có chất chứa sự gì khiến gã trở nên chần chừ. Nhưng dù vậy, gã vẫn đến được cửa động mà cũng không mất bao nhiêu thời gian. Hít một hơi thật sâu, Lâm Kinh Vũ cắn răng, từ từ bước vào trong. Sơn động nhỏ xíu, liếc mắt qua là trông thấy toàn bộ địa thế, chẳng có tông tích một ai cả. Lâm Kinh Vũ sững người, gương mặt thoáng lướt một tia thất vọng.
Nhưng sau đó mục quang dừng lại ở nơi nổi bật duy nhất trong động, một tấm thái cực đồ khảm vào vách tường đá. Thái cực đồ phản chiếu trong mắt gã, phẳng phất cũng đang hướng về gã thuật lại nỗi dâu bể trong những năm tháng đã qua. Bên rìa rách giã tỏa ra một thứ khí vị xa xăm. Lâm Kinh Vũ nhìn như dính vào tấm đồ hình. Rất lâu sau, gã mới chậm chậm thò tay ra, đặt lên mặt bức thái cực đồ. Chất liệu chẳng phải đá cũng chẳng phải ngọc, váng vất một nét gian giáp trả qua cạnh bàn tay gã, không có bất kỳ một phản ứng nào hết. Lâm Kinh Vũ long lanh mắt, dụng lực thử xoay sang một bên. Không có một dấu hiệu nào. Thậm chí mặt tường đá cũng không thay đổi tí ti. Nhưng đột nhiên trên thái cực đồ truyền ra một luồng khí nóng bỏng, sộc thẳng vào cánh tay Lâm Kinh Vũ. Lâm Kinh Vũ không kịp đề phòng, cả cánh tay tựa hồ bị nhúng vào một thùng nước sôi. Nhiệt huyết toàn thân cứ bừng bực từng hồi, giây lát sau mặt đỏ bần lên như máu, trán lấm tấm mồ hôi. Không ngờ một bức thái cực đồ trông bình thường như vậy lại ẩn giấu một sự hãm chế đạo pháp kinh nhân như thế. Lâm Kinh Vũ trong lúc thất kinh, bất giác co tay lại. Không ngờ cánh tay đã bị một lực vô hình hút cứng lấy, muốn rút ra cũng không được nữa. Cùng lúc, vách đá sơn động quanh gã đột nhiên bắt đầu vang ra những tiếng trầm đục, tựa hồ có cái gì bị kinh động, giờ này đang bừng tỉnh khỏi giấc ngủ triền miên. Những tạp âm cổ quái càng lúc càng lớn, dần dần tụ tập lại nơi Lâm Kinh Vũ đứng, mà lòng bàn tay chẳng bao lâu đã bỏng rát đến mức khó mà chịu nổi. Lâm Kinh Vũ phát hoảng, cắn răng thật chặt, nội thể bị luồng nhiệt khí đó nung cho muốn giã nát, đành phải dùng hết sức lực toàn thân tận mạng đối kháng. Đem hết đạo pháp thái cực huyền thanh đạo tu luyện một đời ra dồn vào lòng bàn tay, hy vọng có thể chống cưỡng luồng nhiệt khí thần bí ấy. Đúng vào lúc đầu óc Lâm Kinh Vũ quay cuồng, toàn thân bị nung nóng tới bước gay gò, đột nhiên, luồng nhiệt khí thần bí trên thái cực đồ rút bớt, mà rút rất nhanh, như thủy triều rời xa, biến mất khỏi thân thể Lâm Kinh Vũ, thậm chí khiến Lâm Kinh Vũ nhất thời không thể nào bình tĩnh được. Liền đó, những tạp âm cổ quái xung quanh dường như được vỗ về, cũng chậm chậm dịu đi, sơn động trở lại bầu không khí tĩnh lặng. Lâm Kinh Vũ ngạc nhiên thu tay, thái cực đồ cùng lúc chuyển động, một tiếng động khẽ khàng nhưng so với vừa nãy thì thấp trầm hơi khác biệt, lại một lần nữa phát ra từ những bức tường đá. Trước con mắt kinh ngạc của Lâm Kinh Vũ, bức tường đá nguyên khối không hề có một cái nứt nào bỗng nhiên tách làm hai, lộ ra một cửa động quái dị vô cùng, mà trên cửa động có luồng khí trông như hơi nước đang xoáy chuyển rất gấp, bên trong mông lung mờ ảo, thần bí khó lường. Các bạn đang nghe truyện Chu Tiên tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 168, Trần Duyên. Trụ sáng hội tụ chân pháp kia giống như một tia điện rạch đuôi bầu trời, đột nhiên giáng thẳng xuống đầu bạch cốt yêu xà. Trong nháy mắt thân thể to lớn của yêu xà đã phát tán ra một sức mạnh khổng lồ, tạo nên những luồng khí lưu vô hình hữu chất đẩy lui cả những đệ tử Thanh Vân môn du đấu xung quanh. Bạch cốt yêu xà ngẩng đầu giống lên một tiếng thảm thiết như cố gắng chống đỡ. Đột nhiên thân thể to lớn của nó từ trên xuống dưới phát ra vô số tiếng cách cách nho nhỏ. Từng đạo quang tuyến xả ra từ bộ khung xương trắng toát. Sau đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Thân hình to lớn của bạch cốt yêu xà đổ dầm xuống làm bạch ngọc thạch bàn bên dưới bị thủng một lỗ lớn. Chỉ thấy yêu xà giãy giụa vài cái. Sau đó thì nằm yên bất động. Trụ sáng chói mắt từ từ tan biến, lộ ra thân ảnh của bảy vị trưởng lão và bọn Lục Tuyết Kỳ, Tiêu Dật Tài đang phiêu hốt giữa không trung. Còn bên dưới họ, bên cạnh thân thể khổng lồ của yêu vật, thi thể nằm la liệt, trong đó đã có bốn vị Thanh Vân trưởng lão. Những người còn sống cũng bị thương khắp người. Lục Tuyết Kỳ mặt lạnh như xương, nhưng y phục trên người đã nhuốm đỏ quá nửa, Tiêu Dật Tài còn đỡ. Xem ra thì không bị thương nặng lắm, chỉ có Tăng Thư Thư là không gắng sức nổi. Nhìn thấy con yêu xà khổng lồ cuối cùng cũng bị tiêu diệt, y mới thở phào một hơi. Đột nhiên đều nghẹo sang mộ bên bất tỉnh nhân sự. Chúng nhân giật thót mình, Tiêu Dật Tài vội đỡ lấy thân thể Tăng Thư Thư, cẩn thận quan sát một hồi, rồi mới thở phào nhẹ nhõm nói cho mọi người biết y không sao.
Những người khác thấy vậy mới yên tâm, tiếp tục nhảy vào tham gia những trận đánh khác. Sau khi mấy chục vị lão tiền bối của chính đạo gia nhập trận chiến, cục diện của trận đại chiến này mới lần đầu tiên phát triển theo chiều hướng có lợi cho phe chính đạo. Đạo hạnh, pháp lực của những vị tiền bối này vượt xa những đệ tử khác, tuy nhân số không nhiều, nhưng sức ảnh hưởng thì vô cùng to lớn. Dưới sự hợp lực vây công của mười mấy vị trưởng lão và các đệ tử trẻ như Tiêu Dật Tài, Lục, Tuyết Kỳ, Tăng Thư Thư, những con đại yêu thú kia tuy yêu lực cao cường nhưng cũng không chống đỡ nổi, cuối cùng đều bị chúng nhân hợp lực tru sát. Có điều đám yêu vật này vô cùng hung hãn, phía chính đạo cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Trong giây phút thân thể to lớn của bạch cốt yêu xà ngã xuống, những người đang bay trên không đã chuyển người lao đến một trận đánh khác, mặt không lộ chút biểu tình, tiếp tục tru sát chiến đấu. Tiêu Dật Tài bay về phía sau, đặt Tăng Thư Thư xuống một chỗ sạch sẽ, rồi vội vàng bay lên. Chẳng ngờ khi y liếc nhìn lên trên, thấy Lục Tuyết Kỳ dường như đang có điều suy nghĩ, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn thi thể yêu thú đến ngây người, sắc mặt trắng bệch. Tiêu Dật Tài lấy làm kỳ quái, liền hét to, Lục sư muội, muội làm sao vậy? Lục Tuyết Kỳ thoáng giật mình, cơ hồ như người vừa tỉnh mộng, quay mặt nhìn qua, bờ môi mấp máy một hồi, dường như là muốn nói điều gì đó. Nhưng sau khi thấy người vừa phát thoại là Tiêu Dật Tài, đột nhiên lại mím chặt môi, hít vào thật sâu, sau đó lại ngự kiếm bay đi gia nhập vào một trận đánh khác. Tiêu Dật Tài có chút kỳ lạ mơ hồ, cứ cảm thấy Lục Tuyết Kỳ hôm nay có gì đó rất cổ quái. Nhưng nghĩ đến vị sư muội đẹp tựa thiên tiên này của mình trước giờ luôn cô tịch lãnh ngạo, hơn nữa đại chiến còn đang ở trước mắt, y liền không để ý đến nữa, tiếp tục xông lên giết địch. Mây đen ùn ùn kéo tới, cuồn cuộn không ngừng. Ở bên dưới, yêu thú và chúng nhân vẫn hung hăng tàn sát, chỉ là chiến cục mỗi lúc một có lợi cho phe chính đạo. Ba vị cao nhân chính đạo đứng trên cao quan sát trận chiến, sắc mặt cũng dần dần giãn ra, không còn khẩn trương như trước nữa. Dù phải trả giá rất đắt, nhưng kể từ khi mấy chục vị trưởng lão gia nhập trận chiến, thế công mạnh mẽ tưởng chừng không thể ngăn nổi của sáu con yêu thú khổng lồ cuối cùng cũng bị chặn đứng, tiếp đó dần dần bị dồn ép lại. Đầu tiên là bạch cốt yêu xà bị chúng nhân hợp lực giết chết, sau đó lại thêm hai con cự yêu nữa bị phía chính đạo hợp kích trừ diệt. Dù cho khi giết chết các yêu thú khổng lồ này, cả các vị trưởng lão của chính đạo cũng bị tử thương trầm trọng, song chiến cục cuối cùng cũng dần dần lật ngược về phía có lợi cho chính đạo. Những yêu thú phổ thông tuy vẫn còn vô số, nhưng trước cái chết của đám yêu thú khổng lồ, khí thế cũng giảm bớt rất nhiều. Thêm nữa, các đệ tử phổ thông của Thanh Vân Môn tuy đạo hạnh không bằng những người xuất sắc nổi bật như bọn Lục Tuyết Kỳ, song đối phó với lũ yêu thú phổ thông này thì vẫn còn dư sức. Chẳng những vậy, chúng nhân còn liên hợp với nhau, tạo thành một bức tường phòng thủ không thể phá vỡ. Sau khi giải quyết được một nửa số cự yêu thú, lại càng có thêm nhiều cao thủ tới vây công ba con cự yêu thú còn lại. Bất cứ ai cũng có thể nhận ra rằng số yêu thú khổng lồ này chính là chiến hồn của toàn bộ đại quân yêu thú. Nhưng dưới sự bao vây của các lão tiền bối chính đạo đạo hạnh cao thâm và những đệ tử xuất sắc, ba con cự thú còn lại cũng dần dần gục ngã trong hào quang dập trời của các loại pháp bảo, trong tiếng thét gào phẫn nộ. Đám yêu thú liền trở nên hỗn loạn, hiển nhiên cục diện này đã khiến lũ yêu thú vô tri cảm nhận được sự nguy hiểm. Còn bên nhân sĩ chính đạo thì tinh thần phấn chấn, sĩ khí dâng cao. Cuối cùng chiến ý cao trào, tấm màn ánh sáng kia mở rộng, ép dần ra ngoài, máu thịt lũ yêu thú lập tức bắn tung tóe. Tiếng gào thét thê thảm vang lên khắp nơi, vô số yêu thú ngửa cổ hú vang, thanh âm thảm thiết, màn sáng vô tình không ngừng dồn tới, huyết quang lại bắn lên đỏ rập trời. Giữa tiếng gào rú thảm liệt, đám mây đen cuồn cuộn kia đột nhiên dừng lại, giống như cả thế gian này đột nhiên ngưng động lại vậy. Sau đó, có một đạo ánh sáng từ từ xả ra trong đám ô vân, luồng sáng trắng, nhỏ, mảnh như sợi tơ. Trong chốc lát, đám mây đen đột nhiên tản ra, giống như cuồng phong thổi đến làm, tan hết một trời mưa gió vậy. Giữa chỗ sâu nhất của đám hắc vân ấy, đột nhiên xuất hiện một luồng xoáy từ trong ra ngoài,
Vân khí bị cuốn vào trong đó, hoàn toàn mất tăm mất tích. Một thân ảnh thiếu niên hiện ra, mặt không lộ chút biểu tình nhìn cục diện phía dưới, giống như một vị thần trong truyền thuyết. Mái tóc đen tuyền của y bay bay trong gió, một con quái thú toàn thân đen ngòm cứ lượn lờ sau lưng y, phát ra những tiếng gầm gừ nhẹ nhẹ. Cũng chính vào lúc mà y hiện thân, toàn bộ yêu thú cũng đột nhiên dừng lại, ngửa mặt lên nhìn, hú lên những tràng dài vang vọng. Vạn thú triều thiên, hắc vân tán phát, phảng phất như có một luồng khí tà ác đang bốc lên tận trời, xông thẳng lên 9 tầng mây. Nhân sĩ chính đạo không ai là không biến sắc. Đạo huyền chân nhân đứng bên ngoài Ngọc Thanh Điện, hàng lông mày nhíu chặt, thấp giọng lẩm bẩm, đây chính là thú thần. Ảo nguyệt động phủ, thế giới như mộng như ảo giữa nhân gian. Vầng u nguyệt lấp lánh huyền ảo kia vẫn treo lơ lửng giữa từng không, bất luận phong vũ thế nào cũng vĩnh viễn phát ra những tia sáng nhàn nhạt. Những người đang giãy giụa lăn lộn trong thế gian này phảng phất như đã biến mất hết, chỉ còn lại duy nhất một người trong hoang mang và hoảng loạn. Ta là ai? Hắn khẽ lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn trăng, ta sống vì cái gì? Hắn cứ lẩm bẩm một mình, không biết là đang hỏi vầng trăng trên cao kia hay là hỏi chính bản thân hắn. Giữa lúc phong chuyển vân rời, ba đảo dậy sóng, những chuyện cũ cứ dồn dập hiện về trong đầu hắn, những người quen khi trước, những người mà hắn đã từng thật lòng đều lần lượt lướt qua trong tâm tưởng, nhưng tất cả đều không để lại chút dấu vết nào mà từ từ xa biến mất. Dường như hắn không can tâm, ý thức được rằng phải đưa tay ra, nắm lấy cái gì đó nhưng kết quả chỉ là hư không. Không có gì cả, chỉ có vầng trăng trên cao, xuyên qua vô số gió mưa, phủ lên người hắn một thứ ánh sáng nhàn nhạt. Hắn chán nản gục người xuống, giống như là mất hết toàn bộ sức lực vậy. Ở trong thế giới cô độc này, hắn không cần phải kiên cường, không cần phải đấu tranh với bất cứ ai. Gió mưa dần dần cũng ngưng lại, bụi đất thôi không cuộn bay. Hắn thấy vậy thì cũng trầm lòng xuống, như muốn cùng với thế giới này chìm vào vô thanh vô tức. Chết đi, trong truyền thuyết có nói, chết đi rồi sẽ không còn thống khổ, không còn bận lòng. Dù là cửu u địa phủ hay diêm la điện thì có sao? Rốt cuộc đã có ai biết được những nơi đó thế nào? Nhân gian phồn hoa này có lẽ cũng chỉ là hư không ảo ảnh mà thôi. Chỉ là thân thể ủ rũ ấy của hắn đột nhiên chấn động kịch liệt. Vầng u nguyệt trên cao cũng khẽ rung rung, sau đó chiếu xuống một cột sáng vào thân thể gã. Hắn dường như vẫn muốn giãy giụa, hắn dường như vẫn còn chưa cam lòng. Hắn vùng vẫy bò dậy, mỗi một động tác dường như đều phải tận hết lực khí toàn thân. Mặt đất dưới chân hắn rõ ràng là có một lực hút vô tận, mê hoặc hắn, quyến rũ hắn. Chỉ cần hắn nằm xuống là sẽ không còn bất cứ phiền não, sẽ có thể vứt bỏ mọi thống khổ của thế gian. Chỉ là hắn không chịu chùn bước, vẫn cứ quật cường muốn đứng thẳng người dậy. Hắn nắm chặt hai bàn tay đến bật máu, quyết tâm không chịu bỏ cuộc trong cái thế giới thê lương cô tịch này. Ánh trăng u ám vẫn chiếu lên người hắn như đang thầm thì khuyên nhủ, ngươi hà tất phải kiên trì như vậy, hãy buông tay ra đi, buông ra là ngươi được tự do rồi. Hắn vùng vẫy giống như một con sâu trùng nhỏ bé giữa thế giới bao la, chỉ là bất luận thế nào, khi đối mặt với thế giới vô hạn này, hắn dường như mãi mãi cũng chỉ ngẩng đầu nhìn trời, quyết không chịu khuất phục. Chậm chậm, hắn đứng lên. Những gương mặt thân quen lại loáng thoáng hiện ra trong tâm não. Thì ra dù trong khoảnh khắc sinh tử, rốt cuộc hắn cũng không nỡ vứt bỏ tất cả. Cuộc đời này, xem ra cũng tạm coi là một kẻ vướng bận. Trương Tiểu Phàm hay Quỷ Lệ, một con sâu trùng nhỏ bé giữa thế giới bao la vô tận này, đang ngẩng đầu nhìn trời, nhìn chằm chằm vào vầng u nguyệt đang lơ lửng trên cao. Ánh trăng u uất mà lạnh lùng. Đột nhiên hắn hét lớn, tung mình lao vút lên không, rời khỏi mặt đất vô biên vô giới. Phía trước hắn ba luồng ánh sáng vàng, xanh và đỏ cùng lúc sáng rực lên, cùng với hắn lao thẳng về phía vầng u nguyệt. U nguyệt lạnh lùng vô thanh, nhưng trước mặt hắn lúc này, đột nhiên ánh trăng lại mở đi, để lại hình bóng của một đôi phu phụ, nhìn hắn với ánh mắt từ ái mà hoan hỉ, phảng phất như nhìn đứa bé nhiều năm trước ra đời trong một đêm mưa gió vậy.
hắn như bị một lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua tim, toàn thân run lên cầm cập, nhưng thân hình vẫn lao đi như một mũi tên, không hề có ý thoái lui. Ba luồng ánh sáng xẹt lên như điện lấp lánh trước mặt gã, xuyên qua thân thể cặp phu phụ kia. Mặt hắn lạnh toát, mưa gió táp vào mặt khiến hắn phảng phất như cảm thấy máu tươi bắn lên, hai bóng người lập tức tiêu tán. Cả người hắn như tê dại đi, nhưng nhãn thần vẫn hết sức kiên định, thân hình vẫn lao về phía vầng u nguyệt. Đột nhiên, ánh trăng lại mở đi lần nữa, Điền Bất Dịch và Tô Như hiện ra trước mặt hắn. Tô Như mỉm cười hiền hòa với hắn. Điền Bất Dịch thì vẫn hệt như trong ký ức, đằng hắng một tiếng rồi trừng mắt nhìn hắn. Còn ở giữa hai người, Điền Linh Nhi mặc chiếc áo đỏ đang cười tươi như hoa, giống hệt như hồi còn 16-17. Cất cao giọng gọi hắn, tiểu sư đệ, chúng ta lên núi chặt trúc đi. Trong sát na ấy, hắn cảm thấy mình dường như ngạt thở, ba thân ảnh hiện ra chặn ngay phía trước mặt hắn. Một cảm giác run rẩy như bị điện giật dâng lên trong hắn. Luồng ánh sáng băng lạnh kia cách thân ảnh ba người mỗi lúc một gần, đầu óc hắn như muốn nổ tung. Cuối cùng luồng sáng tam sắc kỳ dị ấy cũng xuyên qua ba bóng nhân ảnh kia. Một luồng khí mát rượi tràn ngập từ đầu đến chân hắn. Gương mặt quỷ lệ trắng bệch như tờ giấy, đột nhiên há miệng phun ra một búng máu tươi nhuộm, đỏ cả vùng y phục trước ngực, trên mặt không còn chút huyết sắc. Sau đó, hắn lại ngẩng đầu, vẫn tiếp tục kiên cường lao về phía vầng trăng kia. Nguyệt quang băng lạnh, trong nháy mắt đã trở nên u ám, phảng phất như có một vẻ thê lương vô tận đang bao trùm cả không gian. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch đó, tưởng chừng như hắn đã xông tới vầng trăng kia rồi. Bất ngờ vân khí ùn ùn kéo tới, trong nháy mắt, một thân ảnh lại hiện ra giữa làn mây mờ ảo. Một bóng hình mà từ lâu đã khắc sâu trong tâm khảm của hắn. Hắn ngẩn người dừng lại, toàn bộ sự kiên trì bấy lâu cơ hồ như đều đã bị gió thổi bay. Bóng hình vốn đã mơ mơ hồ hồ giữa làn mây huyền hoặc kia lại càng thêm hư ảo. Giống như một cái bóng màu xanh, lại giống như một bóng trắng đang múa kiếm. Phệ hồn trong tay hắn không ngừng phát ra những luồng khí lành lạnh. Hắn nhìn chân chân vào bóng hình đã từng khiến hắn phải đau khổ một lần kia. Lúc này không biết nên tiến hay là thoái. Đêm tối âm u, ánh trăng lành lạnh, xa xa nơi chân trời, chợt vang lên một tiếng gào thét đau đớn như xé nát tâm can. Phảng phất như một con dã thú đang hú lên lần cuối cùng với ánh trăng, tràn đầy sự đau đớn và tuyệt vọng. Luồng sáng tam sắc rực rỡ xông thẳng lên trời, xuyên qua tầng mây, xuyên qua vân khí, xuyên thẳng vào bóng hình hư ảo kia. Rồi giống như có thứ gì đó vỡ nát ra vậy. Mưa gió vần vũ cuối cùng cũng tiêu tán, mắt hắn ngân ngấn hai hàng lệ nóng. Bóng hình kia dường như chỉ còn cách hắn trong gang tấc, vậy mà hắn vẫn không thể nào nhìn rõ được hình dáng ấy. Trong bóng tối phảng phất như vang lên một tiếng thở dài não nuột. Phong tiêu, vũ tán, nguyệt quang hư ảo như phù vân. Thiên địa mênh mông vô cùng tận. Thân hình hắn rơi xuống, giống như rơi vào vực sâu vạn trượng vậy. Nhưng trong lòng hắn lại không hề sợ hãi. Chỉ có vài phần tiếc nuối với bóng hình dần dần tan biến kia mà thôi. Trong chốc lát, hắn đã rơi xuống đất. Toàn bộ những ảo tưởng kia đã hoàn toàn biến mất. Dưới chân hắn, một chiếc gương cổ sáng lấp lánh đã vỡ thành mấy mảnh, rơi lả tả xuống đất. Xung quanh chỗ hắn đứng đều là thạch nham thô ráp, chỉ cách động khẩu kia chưa đầy 10 bước. Chỉ 10 bước mà giống như hắn đã trải qua cả một đời người vậy. Tất cả những hồi ức thống khổ đều tái hiện một lần trong tâm thức. Dần dần, hô hấp của hắn cũng ổn định trở lại. Đang định tiếp tục đi sâu vào ảo nguyệt động phủ thì đột nhiên lại sững người, giống như phát hiện ra điều gì đó, rồi từ từ quay người lại. Sau khi tấm gương cổ bị vỡ nát, màn sương vụ ở động khẩu dần dần tan đi, lộ ra một bóng người. Lâm Kinh Vũ, ánh mắt hai người chạm nhau, nhất thời đều thẫn thờ, ngẩn ngơ. Bọn họ cứ đứng yên như vậy rất lâu, rất lâu. Ánh mắt của hai nam tử từ thuở thiếu niên, thanh niên cho đến hiện tại, dường như đã nhìn thấu tất cả. Lâm Kinh Vũ cắn môi, cơ hồ như muốn bật máu. Sau đó gần giọng nói từng chữ một, vị lão nhân trong tổ sư từ đường có phải là do ngươi giết hay không? Quỷ lệ thờ ơ, nhẹ nhẹ cúi đầu,
Hồi lâu sau mới khẽ gật đầu nói, phải. Hai mắt Lâm Kinh Vũ lập tức đỏ ửng. Các bạn đang nghe truyện Chu Tiên tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 169, Xích Diễm. Giữa không trung, gã thiếu niên mặt lạnh như tiền, mục quang quét xuống trường ác đấu. Dù phải nhìn những yêu thú khổng lồ từng bảo vệ mình lần lượt ngã xuống, vẻ mặt hắn vẫn không đổi, tựa như đã quá hiểu thấu sự sinh tử. Cuồng phong gầm thét, từ đám mây đen thân hình y từ từ hạ xuống, vạn thú gầm lên một tiếng inh tai nhức óc. Thậm chí bên cạnh y, từ trong đám mây đen bỗng xuất hiện những tia chớp như linh xà xuất động. Trên Vân Hải, đám người cùng dã thú nãy giờ giết chóc lẫn nhau giờ đã dừng lại. Không tự chủ được đều nhìn về phía thiếu niên quỷ dị kia, trong mặt y thấp thoáng yêu khí. Đồng tử tựa như lấp loáng hai tia chớp. Cuối cùng, thú thần dừng lại giữa không trung, khiến vô số yêu thú tập trung lại. Ở sau lưng y, ác thú thao thiết trừng mắt giận dữ hướng về phía chúng nhân chính đạo trên thông thiên phong, chu lên một tiếng ghê rợn. A a a a a. Gần như đồng thời sau tiếng chu của thao thiết, vạn thú cùng giống lên, âm thanh như bài sơn đào hải, nhất thời như thế mây gió đổi sắc, cát bay đá chạy, khiến cho bên chính đạo nhiều người phải thoái lui vài bước. Sau tiếng chu thảm khốc của thao thiết, cục diện chiến trường thay đổi. Các lộ yêu thú tập trung lần quẩn bên dưới thú thần. Quanh chúng, một tình huống dị dạng chuẩn bị phát sinh. Đột nhiên giữa không trung, đám mây đen như nhận được dẫn lực lớn từ cả tám phương, tập trung lại nơi thú thần. Sau đó hình thành nên một cột hắc phong thật lớn, xoáy cực nhanh, phát ra những âm thanh sắc nhọn từ từ đi xuống. Phong trụ với độ lớn không tưởng, cảm giác như thông tận trời xanh. Màn trời như rũ xuống, cuồng phong nổi lên rét căm căm, chính thị một cảnh tượng hung lệ như ngày tận thế. Hoàn cảnh này không khỏi khiến người ta tuyệt vọng. Chúng nhân chính đạo biến sắc, thần thông yêu pháp này chưa từng có ai chứng kiến, chưa thấy ghi trong sách vở nào. Dù chúng nhân đã nghĩ đến những pháp thuật không tưởng của thú thần, nhưng cũng không thể nghĩ ma lực của nó lại mạnh mẽ đến nhường ấy. Vậy mà truyền thuyết đương thời nói ngàn năm trước có một vị tiền bối cao nhân thu phục được nó ở sân ma cổ động, không biết là thần thánh phương nào. Nhìn đại phong trụ từ từ hạ xuống, dần dần lộ ra sắc đen trông thật kinh hãi. Hấp lực vô hình bao phủ Vân Hải, không ít đệ tử chính đạo phải ngầm vận công chế ngự. Ai cũng biết nếu bị yêu pháp khống chế, chỉ sợ khó lòng mà sống sót. Bên ngoài Ngọc Thanh Điện, bọn đạo huyền chân nhân ba người vẻ mặt rất trầm trọng. Phổ Hoàng Thượng Nhân nhìn cột gió một lúc rồi nói, yêu pháp thế này bình sinh lão nạp chưa từng chứng kiến. Đạo huyền huynh, chúng ta chỉ còn một ít đệ tử, sợ không đương nổi. Hay là chúng ta? Đạo huyền chân nhân chậm rãi gật đầu, đại sư nói chí phải, chúng đệ tử bổn môn nên rút thôi. Ngay khi đạo huyền chân nhân nói xong, phong trụ đột nhiên thay đổi xu thế hạ xuống, tăng tốc đột ngột, trực tiếp tác động đến Vân Hải. Đồng thời, vô số quái thú thi nhau gầm thét thấu tận trời xanh, nghe thật vô cùng sầu thảm. Chúng nhân chính đạo biến sắc, đối diện với yêu pháp chưa từng thấy nhất thời không ai có cách gì ứng phó. Chứng kiến phong trụ hạ xuống Vân Hải ngày càng nhanh và mạnh, trong đám chính đạo đệ tử có một số kẻ lớn mật rốt cuộc không nhẫn nại được nữa. Đồng thanh hô lớn xuất pháp bảo hướng vào cột gió. Bên cạnh, các vị tiền bối thất kinh phát rác, hét lên bảo lui, nhưng trong tình huống hỗn loạn này dường như không ít người đã xuất thủ. Vô số pháp bảo cùng tỏa hào quang lấp lánh, vạch một đường vào giữa cột gió mà lao đến. Nhưng rồi chỉ thấy lặn mất tăm, giống như nê ngưu nhập hải, không thấy tăm hơi đâu nữa. Giữa phong trụ đột nhiên phát ra một tiếng nổ kinh hồn, nghe như sấm rền. Vô số luồng gió lốc đen như hữu hình lao về phía các đệ tử chính đạo đang lao đến. Chúng nhân thất kinh, vội vàng chia nhau ứng phó. Các luồng gió lốc ấy như có linh khí, với một số người nó giống như một thể vô hình xuyên qua. Nhưng đối với những người khác nó lại như đột nhiên biến sang một hình dạng đáng sợ. Giữa những tiếng rít ghê rợn, cuồng phong ép chặt các đệ tử chính phái co lại. Vút, một tiếng sắc lạnh vang lên, tốc độ tăng nhanh,
chúng đệ tử không có cách gì phản ứng, chỉ thấy lũ đệ tử chính đạo vô phương cứu giúp, lần lượt bị cuốn vào phong trụ quỷ dị. Nơi bình yên phía xa, từng tiếng kêu thê thảm truyền lại. Giữa đại phong trụ, huyết ảnh hồng quang bất chợt lóe lên. Một lúc sau, đã không còn lại chút dấu vết. Chúng nhân chính đạo nhất thời câm lặng, nhìn nhau ngơ ngác. Quang mang lóe lên, ba đạo hào quang hướng thẳng về phía chúng nhân chính đạo. Loáng cái đã tới, khiến đạo huyền chân nhân, Phổ Hoằng thượng nhân và Vân Dịch Lam cả ba sắc mặt nghiêm trọng. Đạo huyền chân nhân vẫy tay hét lớn, chúng đệ tử mau thối lui, chư vị trưởng lão chặn hậu. Chúng đệ tử sao động, đại bộ phận các đệ tử tuổi trẻ thối lui lập tức. Chúng nhân tam đại môn phái biết tình hình nghiêm trọng, nguy cấp đến nơi, không còn khả năng giữ vững thế trận nữa, tình thế thực sự hỗn loạn. Rất nhanh chóng, chiến trường chỉ còn lại 3 vị cao nhân cùng 10 vị trưởng lão tiền bối. Trong trận chiến trước đó đã có vài vị hy sinh. Cơ mặt đạo huyền chân nhân khẽ nhúc nhích, không ngó lên, từ từ quay đầu đối diện đại địch trước giờ chưa từng thấy. Hắc phong trụ bị chi phối bởi một lực lượng quỷ dị vô hình, từ từ hạ xuống giữa cuồng phong hắc khí. Thiếu niên thú thần nhãn quang lãnh đạm như xuyên thấu, lạnh lùng nhìn lại. Cùng đạo huyền chân nhân ánh mắt nghiêm nghị nhìn nhau thách thức. Đạo huyền chân nhân trong lòng khẽ chấn động, từ phía xa thấy thú thần tuy giống người nhưng hai mắt không có chút nhân tính nào. Mục quang khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, trực diện giống như giống súc sinh vô nhân tính, giết chóc không ghê. Đích thị là loài dã thú cùng hung cực ác. Cùng lúc này cột gió từ trên trời cuối cùng cũng đã xuống tới đỉnh Vân Hải. Tức thời bạch ngọc thạch bàn giữa cột gió phát ra âm thanh sầu muộn trầm trầm, chỉ thấy vô số vết nứt xuất hiện, ầm một cái. Bao nhiêu cát đá lớn nhỏ bay khắp nơi. Giữa cột gió, bỗng như có những tiếng ngân ngà tác hưởng, như ác quỷ hống, lại giống như âm linh gào rú. Phảng phất nghe như ma quỷ gọi hồn, đột nhiên khiến 6 bộ đại yêu cốt từ từ trỗi dậy. Chúng nhân chính đạo đồng thời biến sắc. Vào lúc này, thiên địa càn khôn như không có chút ánh sáng nào, thật là một bức tranh thê lương, quỷ dị dày đặc. 6 bộ đại yêu cốt lào đảo dịch chuyển tuy nhiên không được linh hoạt do bị cổ quái chi lực hấp dẫn kéo đi. Những thân thể to lớn rành ràng tạo ra những vết cắt sâu trên mặt đất hướng tới đại phong trụ. Bộ đại cốt của bạch cốt yêu xà bị hút về phía phong trụ cuối. Cùng, tuy tất cả đều là đại cốt nhưng khi nhập vào phong trụ đều như mất tăm mất tích, chẳng thấy tăm hơi đâu nữa. Đột nhiên như một tiếng động phát xuất từ 9 tầng địa phủ, một luồng khí từ phong trụ khởi phát. Trên từng không, thú thần mặt lạnh tanh, bất ngờ thân ảnh như ánh chớp xung nhập vào phong trụ. Huyết khí đậm đặc, thậm chí như bết lại dưới chân. Vô số yêu thú lúc này đã bất động, cúi mặt xuống, đại khí cũng hết. Một số ít vẫn cố gắng chiến đấu nhưng cũng sợ hãi mà mất hết tự chủ. Đột nhiên, cuồng phong chấm dứt, phong vân như dừng lại, thiên địa càn khôn câm lặng. Chúng nhân cùng yêu thú như nín thở, lặng đi nhìn phong vân tản ra, quái vật mới xuất hiện. Trên Vân Hải, tất cả đều kinh ngạc nhìn về quái vật mới ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Thân hình cực kỳ vĩ đại, so với 6 đại yêu thú lúc trước nó cũng lớn hơn ít nhất là gấp 3 lần. Chúng nhân cùng đám yêu thú giờ như run rế không đáng bàn tới. Từ phía quái vật, huyết khí nồng nặc, thậm chí trên mình nó máu vẫn còn dỉ tong tỏng. Tất cả những nơi có thể nhìn đến trên người nó đều là bạch cốt. Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi, người ta cũng có thể nhanh chóng hiểu ra đại yêu thú này chỉ còn là xác chết. Đứng trên đầu đại quái vật này chính là thú thần, vẻ mặt phức tạp của y trông xanh lè, cặp mắt đằng đằng sát ý thể hiện sự trả thù tàn khốc. Đầu của đại quái vật chậm rãi chuyển động, đồng thời phát ra những thanh âm quái dị tạp tạp. Cặp hố mắt trống rỗng của nó dường như có một ánh hào quang, trừng trừng nhìn về phía chúng nhân. Xú khí hôi tanh ùa lại, ác linh tái sinh, trên dưới toàn thân không ngừng chuyển động, chậm rãi gầm lên một tiếng. Trên Vân Hải, không một thanh âm nhỏ nào phát ra từ phía chúng nhân, họ dường như nín thở nhìn đại quái vật hung tợn. Đứng trước chúng nhân, đạo huyền chân nhân đạo bào màu xanh lục khẽ lay động trong gió, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Mọi người kinh ngạc, tất thảy đều im lặng đứng ngó, nhìn dáng vẻ đạo cốt tiên phong nhưng không ai hiểu được tâm trạng của lão.
đột nhiên đại quái vật giống lên một tiếng. Vô số yêu thú đồng thanh giống theo. Một thứ âm thanh khủng khiếp khiến người ta có cảm giác như muốn thủng màng nhĩ. Thân hình khủng bố của đại quái vật chậm chậm di động, tiến lên phía trước. Bước từng bước một, đất dưới chân dường như không có áp lực, sụt sâu xuống. Huyết tinh xú khí phân tán ra tứ phía. Oang, oang, oang. Quái vật đáng sợ ấy chậm rãi bước tới. Mỗi bước như giáng thẳng vào tim chúng nhân chính đạo. Vô số người ngây ra nhìn bộ bạch cốt khổng lồ đáng sợ cao như ngọn núi tiến lại gần. Cỡ như Tiêu Giật Tài mà mặt mũi cũng chuyển sang trắng bệch. Mắt thấy ác linh tiến lại gần, thân hình bạch cốt sừng sững như núi. Đạo huyền chân nhân cũng tỏ ra khẩn trương. Chư vị đạo huynh, xin hãy theo bần đạo. Chỉ thấy ba vị lãnh tụ chính đạo hóa thành ba đạo hào quang, lăng không phi lên, từ đầu đến gót hào quang chói lọi. Mười vị trưởng lão đứng sau cũng đồng thời lăng không, hướng ác linh xung tới. Trên đầu đại ác linh, thiếu niên thần bí sắc mặt lãnh đạm, đôi con ngươi lạnh lẽo phản chiếu các tia hào quang. Nhìn các đạo hào quang vọt lên trời, tất yếu sẽ bổ xuống. Đồng tử thú thần đột nhiên co lại, không thấy hắn làm bất cứ động tác nào. Nhưng dưới chân hắn, đại yêu vật khủng bố bỗng gục gặc cái đầu dữ tợn. Cái miệng to lớn khủng khiếp mở ra, ngửa mặt lên chu một tiếng dài và thảm khốc, lan truyền tứ phía. Vô số yêu thú lại lập tức cất tiếng giống gào. Sau tiếng rú hung lệ ấy, yêu vật to lớn thân không rời đất, mở rộng cái miệng khổng lồ hướng về phía các đạo hào quang đang lao xuống. Nhìn cái miệng khổng lồ gớm ghiếc đó, tưởng như có thể nuốt trọn toàn bộ chính đạo chúng nhân. Yêu vật ác linh tuy hung tợn, khí thế khiếp người, nhưng mười đạo hào quang đồng thời phân tán ra nhiều hướng, dừng giữa chừng không hiện lên thân ảnh mười vị trưởng lão. Tất thảy cùng hét lên một tiếng, hướng pháp bảo tấn công ác linh từ mọi phía. Nên biết rằng mười vị trưởng lão đều là cao nhân trong các cao nhân, tiện phóng mắt ra khắp thiên hạ, soi cả chính tà đều có thể coi là những nhân vật nhất đẳng, tu vị cao thâm, không ai có thể coi thường. Trên cao, đạo huyền chân nhân, Phổ Hoàng thượng nhân và Vân Dịch Lam, ba đệ nhất nhân vật chính đạo đồng thời xuất hiện. Vân Dịch Lam xuất thủ trước tiên, tả thủ hua lên, ánh hào quang xuất hiện như thuần dương chi ngọc, hổ phách lấp lánh, chính thị đã đạt đến cảnh giới cao nhất của phần hương cốc huyền hòa kỳ thuật. Hỏa diễm ấy như cô đọng lại, trông như những vật cực nhỏ cháy trong lòng bàn tay Vân Dịch Lam. Chỉ thấy thủ trưởng của ông ta bay vùn vụt, sắc mặt nghiêm tuấn, song trưởng múa như nước chảy mây trôi. Một điểm thuần hỏa chi diễm bay đi bay lại giữa không trung rồi chậm rãi hướng về phía ác linh. Lúc này, mười vị trưởng lão cùng hướng pháp bảo tấn công đại yêu vật. Chỉ thấy hào quang từ mười hướng cùng lúc nhằm thân hình bạch cốt khổng lồ mà công tới. Yêu vật bị tấn công bởi pháp lực cao thâm, thân thể chấn động. Nếu là yêu vật bình thường thì đã hồn siêu phách lạc, nhưng nó vẫn vô sự, bất quá chỉ rú lên những tiếng kêu hung bạo. Giữa không trung, Vân Dịch Lam phát đạo hỏa diễm như luồng hổ phách, cực nhỏ nhưng thuần khiết không tan, hướng về phía quái vật. Không hiểu tại sao, yêu vật khổng lồ đối với các pháp bảo khác không úy kỵ gì, nhưng với hỏa diễm nhỏ này như vật tương khắc, khiếm nó run rẩy, rúm gió lại. Tuy nhiên, thân thể nó quá lớn, khó làm cách nào mà tránh được. Lúc này, hỏa diễm nhỏ bay thẳng đến đầu đại ác linh, dừng lại ngay cạnh mồm nó. A a a a. Vô số âm thanh hỗn loạn nổ ra, hổ phách ảnh trong đốm hỏa diễm như khảm chặt vào bạch cốt khổng lồ đang bất động, cháy âm ỉ. Tại phần trên của bạch cốt đại yêu vật xuất hiện một lỗ hổng rất sâu, hỏa diễm như biến mất tại lỗ hổng đó. Chúng nhân ngạc nhiên, tất thảy đều nín thở. Một lúc sau, đột nhiên sâu bên trong bạch cốt yêu vật có tiếng chấn động lớn tựa như hỏa diễm sơn trực phun trào. Sức nóng phát tán, một nửa bạch cốt yêu vật bị thiêu cháy khô biến thành màu vàng. Độ dài hỏa diễm đạt hơn một trượng, phát nổ bên trong bạch cốt bay vút lên trời. Phía xa xa, Thanh Vân đệ tử cũng cảm thấy sức nóng khốc liệt của hỏa diễm đang thiêu đốt bạch cốt đại yêu vật. Chúng nhân chính đạo reo hò như sấm động, tài nghệ của ba vị thủ lĩnh chính đạo người thường sao có thể so bì được. Như hỏa diễm sơn phun trào,
sức nóng không thể chịu đựng của hỏa diễm dần dần phát tán. Bị ngọn lửa dữ dội bao vây, bạch cốt đại yêu vật một nửa thân bị nướng chín chuyển sang màu đen. Dù hình dáng vẫn còn đáng sợ nhưng trông thật thảm hại so với lúc trước, không còn chút vẻ hung lệ nào nữa. Thấy quái vật gặp thảm cảnh ấy, người người bên chính đạo đã bình tâm trở lại, thở phào nhẹ nhõm. Thêm vào đó, ở đây còn có đạo huyền chân nhân, tay nắm tạo hóa, làm sao phải sợ lũ yêu ma quỷ quái nào nữa. Các bạn đang nghe chuyện Chu Tiên tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 170, Quyết Chiến. Nhìn lại đại yêu vật vừa được sinh ra, hình dáng dường như có vài phần lăng độc, nửa thân màu trắng, nửa thân thì tuyệt nhiên là màu đen, xem ra có phần cổ quái, mà nhìn kỹ lại có vẻ hoạt kê, như thấy được mấy tên chính đạo đệ tử đang nhìn nó mà cười. Con quái vật to lớn khủng khiếp ấy từ từ ngước đầu lên, đột nhiên gầm lên một tiếng cuồng nộ. Cái miệng to lớn há rộng, một luồng khí đen như gió lớn từ bên trong phun ra, hướng về ba người bọn đạo huyền chân nhân lao đến. Đạo huyền chân nhân dù sao cũng là đệ nhất thần nhân đương đại. Luồng khí ấy tự nhiên không thể làm khó gì được. Chỉ thấy thân ảnh vụt cao lên mấy trượng, đồng thời xung quanh người phát ra ba sắc hào quang thanh, kim, hồng hộ thân. Có điều luồng hắc khí đó trên vân hải này, lẫn trong gió mây, cứ không ngừng ngưng kết lại không tan, từ rất xa cũng có thể ngửi thấy những mùi hôi thối, hiển nhiên là cực độc vô bì. Cùng lúc ấy, đứng trên đầu con quái vật, thú thần sắc diện vô cảm, song thủ từ từ chuyển động, tư thế quỷ dị, động tác quỷ quái, dường như là những động tác của tiên nhân khi cúng bái trời đất từ thời thượng cổ xa xưa. Tùy vào từng động tác mà dường như một luồng khí lực kỳ quái vô hình cuồn cuộn bay tới, hắc vân lại một lần nữa hội tụ, tối đen như mực, những tia sét chằng chịt trong đám hắc vân, những tia sáng le lói chiếu sáng tầng tầng lớp lớp đám mây đen quỷ dị. Đám người dưới đất như bị hút hồn, ngạc nhiên không biết đây là loại yêu thuật gì, chỉ là từ khi thú thần xuất hiện, tất cả những vu thuật quái dị này đều mang đến những kiếp họa to lớn, chấn động nhân tâm. Trong lòng mọi người đột nhiên nảy sinh nỗi sợ hãi. Trên không trung, đạo huyền chân nhân nheo mày lại, đột nhiên giơ tay ra lệnh cho tất cả trưởng lão lùi lại. Đám hắc vân càng lúc càng xả thấp xuống. Tất thảy chúng nhân chính đạo kinh ngạc kêu lên. Đám hắc vân từ cửu thiên cao vời vợi ấy cuối cùng xả xuống đến phàm thế nhân gian, bao trùm lấy thú thần và ác linh bạch cốt khổng lồ. Hắc vân mặc dù chỉ bao trùm lấy một phạm vi vài chục trượng, nhưng cũng khiến cho đám người chính đạo phải lùi về sau. Phần lớn đám quái vật trên vân hải cũng bị đám mây ấy bao trùm lấy. Đạo huyền chân nhân từ từ hạ xuống, đứng cách đám hắc vân độ mươi trượng, sắc mặt cực kỳ trầm trọng, chằm chằm nhìn vào đám mây đang cuồn cuộn. Giờ khắc này, trên vân hải dường như tất cả đều như nín thở, chỉ là sự yên tĩnh này cuối cùng cũng không thể duy trì quá lâu. Đám hắc vân càng lúc càng chuyển động nhanh hơn, đến ngay cả những kẻ đứng xa nhất thời khắc này cũng có thể cảm giác thấy bên trong đó có một luồng yêu lực mạnh mẽ đang cuồn cuộn trào ra. Cuối cùng, đám khí đen to lớn đó cũng xuất hiện một lỗ hồng nhỏ hướng về phía đạo huyền chân nhân. Không một chút ánh sáng, dường như là sự hắc ám vĩnh hằng. Lỗ hồng đen ngòm lạnh lùng hướng về phía trước, vân khí xung quanh đột nhiên như bị hút vào. Miệng lỗ đen càng lúc càng lớn, từ một tấc hóa thành một thước, từ một thước lại biến thành một trượng. Chỉ trong một thời gian ngắn, bên trong lỗ đen, một diện mục ác thú dữ tợn, vô cùng khủng khiếp thấp thoáng trước mặt ba vị thủ lĩnh chính đạo. Tận sâu trong đó, một tiếng gầm thét kinh hồn đột nhiên phát ra. Lập tức, toàn bộ thông thiên phong như bị chấn động, thân ảnh khủng bố đó hóa thành huyết sắc. Từ trong lỗ đen thăm thẳm vọt ra bổ thẳng vào ba người bọn đạo huyền chân nhân. Tất cả mọi người cùng thất kinh. Thú thần đứng trên đỉnh của đám mây, ngẩng mặt hú dài, y phục phần phật bay trong cuồng phong. Đám quái vật phía dưới cũng gầm lên, thanh thế cực lớn, như ngọn đại sơn đè lên đám người chính đạo. Có điều, công phu này trong con mắt của đạo huyền chân nhân, Phổ Hoàng Thượng Nhân và Vân Dịch Lam,
Ba người đệ nhất đẳng cao nhân tu đạo vốn dĩ đã nhìn thấy sự đáng sợ dữ tợn toát ra từ dục huyết toàn thân của thú thần. Thế nhưng điều đáng sợ hơn cả đó chính là yêu lực cao cường của hắn. Thần hỏa chi diễm của Vân Dịch Lam vừa rồi vốn dĩ đã khiến hắn bị thương, vậy mà giờ đây đã vô tông vô tích. Giờ phút này, mây đen tản mát, ẩn ẩn hiện hiện có thể nhìn thấy đám yêu vật đằng sau. Giữa làn mây đen, đống hài cốt yêu thú chất chồng như tòa núi phủ phục dưới đất như lá khô. Lúc này, thân hình to lớn đó giơ nanh múa vuốt, che kín cả bầu trời, âm ảnh trong chớp mắt bao trùm lên đầu ba vị cao nhân. Đạo huyền chân nhân sắc mặt đanh lại, đang lúc định nghênh đỡ thì đột nhiên phổ hoàng thượng nhân kêu lên, nhị vị đạo huynh, xin lùi về sau. Nói rồi, thân hình phổ hoàng thượng nhân dịch về phía trước hai bộ, đối mặt với bóng âm ảnh to lớn vô bì trên đầu. Từ xa nhìn tới, phổ hoàng thượng nhân nhỏ như một con kiến trong sóng nước. Một luồng đạo quang màu vàng đột nhiên từ tay thượng nhân phát ra, chẳng khác nào ánh sáng, mặt trời xuyên qua đám mây đen. Trên sắc mặt của vị cao tăng đắc đạo ẩn hiện sự bi thương. Song thủ bất quyết, luồng kim quang từ tay thượng nhân từ từ biến lớn, chớp mắt bắn ra ngàn vạn đạo kim quang vào đám mây. Giữa luồng kim quang, một pháp bảo hình tròn như vòng kim luân từ từ dâng khởi, kim quang sáng lạn, ánh vàng kim loại hòa hợp, đường kính một thước trải đều. Ngoài rìa là những kim thân pháp tướng của vị La Hán, vây quanh chân thân pháp tướng của Phật Tổ đang chắp tay, từ bi phổ độ chúng sinh. Từ xa, vô số chúng nhân dường như cùng một lúc ngạc nhiên thốt lên, đại bi kim luân. Dưới pháp bảo Phật môn, kim quang dường như chói sáng vô bì. Với pháp lực của phổ hoàng thượng nhân, đạo kim quang này chói lọi hơn tất thảy kim quang mà chúng đệ tử phát ra. Mà dưới ánh kim quang, vô số chân ngôn Phật tự lúc ẩn lúc hiện càng tôn thêm vẻ trang nghiêm từ bi, không gian thuần khiết tẩy sạch mùi ô uế mà đám xú khí phát ra. Chỉ là, mặc dù đối mặt với pháp bảo Phật môn bất thế, nhưng từ sâu thẳm trong đám mây đen, yêu khí vẫn bừng bừng tuôn trào, ngập tràn sát khí của ác linh quái thú. Thú thần vẫn đứng yên không một chút e rè, bất chợt từ trên cao bổ xuống, lao thẳng vào đạo kim quang. Dường như ngoài mọi sự dự liệu, sau cú va chạm giữa cực đại âm khí và đạo kim quang huy hoàng vô bì, tuyệt nhiên không một chút âm thanh, không một cảnh tượng kinh thiên động địa, luồng kim quang từ từ chuyển động, từ bốn phương tám hướng bao vây lại, mà đám hắc khí vốn dĩ tràn ngập trời đất cũng dần dần thu nhỏ lại, sau cùng bị lại, mười phần không được một hai. Hắc khí dường như càng bị thu nhỏ thì xú khí càng thêm nồng nặc, ẩn hiện trong đó những tiếng gầm thét của thú dữ, hóa thành một mũi tên vọt thẳng lên trời phá tan vô số bình phong kim quang bắn thẳng tới trước mặt phổ hoàng thượng nhân. Lãnh khí thâm thâm, diện mạo hung ác trước mặt dường như ẩn hiện bên trong nơi tận cùng của hắc ám. Phổ hoàng thượng nhân nhắm chặt mắt, hai tay bắt quyết, miệng lầm rầm niệm Phật chú, nhẹ mà nhanh, như lời ca mà không phải là lời ca, như lời nói mà không phải là lời nói. Đại bi kim luân đang chuyển động dần dần tản phát thành vô số đại bi kim luân, từ trên đầu rớt xuống, hóa thành chân thân Phật Tổ cùng pháp tướng chư vị La Hán chặn trước mặt phổ hoàng thượng nhân, cùng đối mặt với luồng bảo xú yêu khí. Trong luồng chân thân kim quang, thoáng thấy sắc mặt vừa bi thương vừa giận dữ, bi thương vì thương hại thiên hạ vạn vật, giận dữ cho sự tàn bạo của đồ ma hung lãng. Ai biết được, đâu mới là chân diện của Phật Tổ. Tiếng niệm kinh trầm trầm, từ nhỏ hóa lớn, chớp mắt đã tràn ngập thiên địa. Kim quang huy hoàng bắn ra, khiến người ta không dám nhìn thẳng vào đó, như những ngọn lửa Phật Pháp đầy trời thiêu đốt tất cả, từ giữa không trung một vòng tròn kim sắc cực lớn hiện ra. Trên Vân Hải, chúng nhân không khỏi kinh ngạc, ngưỡng mộ pháp lực vô bì của Phật Pháp khi được chiêm ngưỡng cảnh tượng hùng vĩ đó. Đột nhiên chúng nhân miệng há hốc, trợn mắt lên kinh ngạc, bởi đám hắc khí kỳ quái dưới sự khống chế của pháp lực vô biên của nhà Phật mà vẫn như một cây hắc châm chọc thủng ánh sáng huy hoàng cường liệt của ngàn vạn đạo kim sắc quang mang. Sắc diện bi thương của chân diện Phật Tổ đột nhiên bị xé rách bởi một luồng hắc khí. Dường như đồng thời những tiếng tụng kinh cũng ngừng bặt, sự huyên náo trên không trung cũng yên tĩnh trở lại.
ánh mắt tất cả mọi người lập tức đều chăm chú nhìn vào hai thân ảnh trên cao. Sắc mặt Phổ Hoàng Thượng Nhân hiện rõ nét khổ sở, mà đám hắc khí cũng nhanh chóng hóa lớn, dần dần hiện ra thân ảnh của thú thần. Đám hắc khí càng ngày càng dữ dội, chúng nhân chính đạo thất sắc. Từ xa nhìn lại, khuôn mặt thú thần vẫn vô cảm, hai con mắt vẫn lạnh lùng. Phía trên kim luân, chân diện của Phật Tổ bắt đầu xuất hiện những vệt hắc khí kỳ quái, càng lúc càng rõ ràng, nét mặt vốn dĩ hòa bình, bi thương giờ đây đầy vẻ xú khí, càng lúc càng hung tợn. Phổ Hoàng Thượng Nhân sắc mặt đại biến, lầm rầm niệm chú. Tăng bào tự nhiên phồng lên, thân hình chuyển động, dường như bị kích động, kim quang đầy trời đột nhiên hồi chuyển, nhanh chóng kết thành quả cầu kim sắc phía trước mặt Phổ Hoàng Thượng Nhân, to bằng nắm tay, nóng bỏng như mặt trời. Từ xa cũng có thể cảm thấy uy lực kinh người của Phật Pháp. Trên không trung lại nổi lên những tiếng tụng kinh trang nghiêm. Khối cầu kim sắc từ từ bay về phía trước dưới sự dẫn động của Phật gia pháp lực, khiến cho đám hắc khí dần dần tan biết, bắt đầu lấy lại thế cân bằng. Thú thần dường như cảm nhận được điều gì đó, sắc mặt chợt biến. Chỉ thấy khối cầu hòa nhập với đại bi kim luân. Thời khắc đó, kim quang lóe sáng của pháp bảo đại bi kim luân đột nhiên chói lòa, như một đạo bá quang cuối cùng cũng phát ra, như hỏa sơn nhiều năm yên ắng đột nhiên phun trào, kèm theo vô số chân ngôn Phật Pháp theo đó phóng ra. Sát na đó, cả bầu trời biến thành một vùng biển kim sắc, kim quang mãn thiên, lấn áp tất cả màu sắc khác. Dường như trong hào quang huy hoàng cực đỉnh đó, không một yêu ma nào có thể tồn tại, ngoại trừ một ngón tay ẩn hiện trong đó. Bên trong sâu thẳm của kim quang, dường như vẫn tồn tại một sợi hắc khí, nhỏ bé như một làn khói mong manh, từ từ bay lên, lúc ẩn lúc hiện, nhẹ nhẹ bay tới điểm lên giữa hai hàng lông mày trên khuôn mặt đầy vẻ hiền hòa từ bi của Phật Tổ. Điểm đó, như sợi chỉ trên mặt biển, so với Phật quang mãn thiên, dường như không ảnh hưởng gì. Thế nhưng sắc mặt Phổ Hoàng Thượng Nhân lại sạm đi, thống khổ vô cùng. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy, đột nhiên thiên địa như dao động, Phật quang rối ren. Phổ Hoàng Thượng Nhân thổ ra một bụng máu tươi ướt đẫm cả pháp bảo kim luân trước mặt. Cuồng phong nổi lên, phá tan sự yên tĩnh của trời đất, ánh kim quang cũng dần dần tiêu tán. Phổ Hoàng Thượng Nhân hai môi run run, thân hình dường như cũng không vững, lùi lại một bước, pháp tướng ở phía dưới thấy sự không hay vội bay vọt lên, đỡ lấy người thượng nhân. Phổ Hoàng Thượng Nhân nhẹ nhẹ cười khổ, hướng về phía hư không, chắp tay nói: "Thí chủ pháp lực cao cường, bình sinh lão nạp chưa từng thấy, bội phục bội phục." Vô số chính đạo đệ tử trên đỉnh Thông Thiên Phong không khỏi huyên náo một phen. Trên không trung, kim quang dần tiêu tán, hắc khí trùng sinh, như từ hư không tuôn trào. Một tiếng gầm lớn, con ác linh yêu thú to lớn đột nhiên hiện thân. Thật không biết một thân hình to lớn như vậy, trong trận đấu pháp kịch liệt vừa rồi, tại sao không nhìn thấy bóng dáng nó, mà giờ đây lại đột nhiên xuất hiện. Trên đầu nó, nhân vật mà khiến cho người trong khắp chính đạo không thể không kinh ngạc sắc mặt càng lúc càng trắng dã. Lần đầu tiên trên khuôn mặt lạnh lùng đó phảng phất xuất hiện vẻ mệt mỏi, chỉ có ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng như thường. Có điều khi nhìn về phía Phổ Hoàng Thượng Nhân, trong đôi mắt có chút dao động, lạnh lùng hư một tiếng, nói: "Trung thổ tu chân chi thuật quả nhiên có chỗ bất phàm." Phổ Hoàng Thượng Nhân nhẹ nhẹ lắc đầu, định khuyên nhủ một vài câu, thế nhưng nhìn diện mạo đối phương, biết rằng có nói cũng vô dụng, liền dựa vào người pháp tướng, lùi lại. Trong ba vị thủ lĩnh chính đạo, thì đã có hai vị bị yêu nhân lai lịch thần bí kỳ quái đả thương. Nhất thời mọi người trên Thông Thiên Phong mặt ai nấy đều biến sắc. Ngàn vạn con thú thì cùng nhau gầm rú lên ra chiều vui mừng. Đúng lúc đó, một tiếng gầm phát ra từ phía sau đám người. Bên trong Hàn Băng Đàm dưới Ngọc Thanh Điện, đột nhiên xuất hiện một cột nước xoáy, thủy thế cực mạnh, càng lúc càng xoay nhanh, như rồng gầm hổ gào, át hết cả âm thanh gầm rú của đám quái thú. Chỉ thấy bên trong Hàn Băng Đàm, một cột nước khổng lồ nhắm không trung mà bắn lên, cao đến 10 trượng. Phía trên cột nước đó,
thần thú Trấn Sơn của Thanh Vân Sơn Thủy Kỳ Lân xuất hiện. Đám Thanh Vân đệ tử trên Thông Thiên Phong trước thì kinh ngạc, sau thì reo hò vui mừng, tinh thần phấn chấn. Hình ảnh Thủy Kỳ Lân trong mắt mọi người đang ngẩng đầu hướng lên trời sang gầm lên một tiếng, vẫy vẫy đuôi, bay khỏi trụ nước, nhẹ nhàng đáp lên một đám mây. Trụ nước không còn ai khống chế, đổ ập xuống như một trận mưa. Đám đệ tử chính đạo ở gần tránh không kịp, toàn thân ướt sũng. Thế nhưng trong thời khắc này, mọi người như chẳng thèm để ý đến điều đó. Tất cả đều hướng mắt nhìn lên trời xanh. Thủy Kỳ Lân nộ mục long lanh, gầm thét không dứt. Trên không, một thân ảnh mặc áo bào màu lục từ từ hạ xuống bên cạnh Thủy Kỳ Lân, đứng đối diện trước mặt thú thần. Đạo Huyền Chân Nhân. Khuôn mặt lạnh lùng của thú thần vẫn không thay đổi. Ánh mắt hết nhìn Đạo Huyền Chân Nhân rồi lại đến Thủy Kỳ Lân đang gầm thét. Mà Thủy Kỳ Lân đối với tên yêu quái này, hiển nhiên là không có một chút hảo cảm nào, dáng vẻ như càng hung ác, nhè răng gầm thét liên hồi. Trong tiếng gầm thét, Thủy Kỳ Lân ngẩng đầu, phát ra một đạo thanh quang, từ trong miệng thổ ra một thanh trường kiếm, thoạt nhìn thì tưởng là bằng đá mà không phải, từ từ bay lên không trung. Đạo Huyền Chân Nhân giơ tay phải ra bắt lấy thanh kiếm. Thời khắc đó, đột nhiên toàn bộ Thanh Vân Sơn yên tĩnh lạ thường. Một lúc sau, cả bầu trời như bị chấn động bởi tiếng gầm thét của Thủy Kỳ Lân và tiếng hò reo khản giọng như chiều dâng nước lũ của chúng nhân. Chu Tiên Cổ Kiếm, bất khả nhất thế trong truyền thuyết. Chu Tiên Cổ Kiếm không gì chống đỡ nổi, tiên khí vô thượng trừ yêu diệt ma của chính đạo. Sau 10 năm, cuối cùng lại xuất hiện. Một ánh sáng từ thanh cổ kiếm trong truyền thuyết phát ra, như dòng nước ôn hòa nhẹ nhẹ trôi, chiếu rọi người Đạo Huyền Chân Nhân. Chúng nhân phía dưới vẫn reo hò. Đạo Huyền Chân Nhân tay nắm chặt chuôi kiếm, thân hình không hiểu vì sao đột nhiên chấn động. Sau đó, ông dùng lực kiềm chế, vẫn nắm chặt lấy Chu Tiên Kiếm. Thần kiếm trời ban, chu sát tà ma. Đạo Huyền Chân Nhân diện mục như thường, thần sắc hòa bình, tay giơ thanh kiếm, chỉ thẳng vào thần thú. Trong con mắt của mọi người, lão giống như một tiên nhân không thể khinh mạn. Thú thần hai mắt chăm chú, nhìn chằm chằm vào Đạo Huyền Chân Nhân. Đột nhiên trên nét mặt lạnh lùng của y chợt có biến hóa. Y lắc lắc đầu mà cười lớn, tiếng cười như chế nhạo thiên địa, lấn át mọi âm thanh. Trong đó dường như pha lẫn mấy tiếng hò. Hảo kiếm, hảo kiếm. Thú thần vỗ tay. Liền sau đó, trong giọng nói như thêm mấy phần châm biếm, thanh kiếm này hung lệ vô thượng, đến ta cũng còn kém mấy phần, vậy mà không ngờ lại xuất hiện trong tay người này, thật là... Ha ha ha! Hắn không nói tiếp, mà dường như trông thấy một chuyện nực cười nhất thế gian, không ngừng cười lớn, khiến cho mọi người ngạc nhiên nhìn nhau. Mắt nhìn thân ảnh điên cuồng ấy, Đạo Huyền Chân Nhân diện mạo không đổi, cũng không nói nửa lời. Chỉ chậm chậm hít sâu, đôi mắt lim dim từ từ mở to, bắn ra những tia nhìn sắc lạnh. Thủy Kỳ Lân gầm thét vang trời. Tiếng cười của thú thần đột nhiên ngưng bặt, sắc mặt lộ vẻ cẩn trọng, nhìn thẳng vào đối phương. Phía dưới, chúng nhân dường như nín thở. Ai cũng biết rằng trận đấu pháp giữa hai người này là trận quyết chiến cuối cùng. Kết quả tối hậu của trường hảo kiếp này cuối cùng cũng đã tới. Các bạn vừa nghe xong tập 34 của bộ truyện Chu Tiên tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.